Tủy lâu hả? Làm nhiệm vụ sao? Quý xích lão đệ là ta. Người đến đây. Con ơi, tỉnh lại. Chính đi. Là hắn. Hắn giết chết những người huynh đệ trấn này của ta và những người dân lánh nạn này. Sau đó đã tự vẫn rồi. Lật lên. Cái gì? Thôi Nguyên Khởi, Thôi tướng quân. Cái gì? Hắn chính là thần đạo Thôi Nguyên Khởi sao? Vậy thanh đao này là chính là Hàn Thiết Nhẫn à? Không sai, chính là nó. Đại nhân, đại nhân, xem nè. Lý Thuần Phong. Quận chúa, quản gia, sự việc sao rồi? Bẩm quận chúa, lão nô đã đi qua Khai Viễn Môn và trong nội thành Trường An, hiện trường xảy ra án mạng. Ngươi đã nhìn rõ chưa? Đúng thật là Thôi Nguyên Khởi sao? Quận chúa, có thể nói chính xác là Thôi tướng quân rồi. Lão nô cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn dĩ đã là người chết ngừng thở 7 ngày, sao lại có thể chạy đi giết người được? Vậy Thôi Nguyên Khởi hiện đang ở đâu? Kỳ lạ là ở chỗ này đó. Xác chết của Thôi Nguyên Khởi sau khi giết người tự nhiên dùng đao tự sát, bị họ dẹp chuyến về phủ nha môn rồi. Quận chúa, lão nô còn nghe nói trước khi xác chết Thôi Nguyên Khởi giết người, có nghe thấy tiếng đàn rất kỳ lạ đó. Tiếng đàn? Đúng vậy. Còn manh mối gì nữa?
còn một manh mối rất quan trọng nữa. Người ở quân vệ phủ nói trong lòng bàn tay của Thôi Nguyên Khởi phát hiện có tên của một người. Ai? Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong? Hồi bẩm thánh thượng, tại các nơi như khai chỉ muôn dương thanh quá, cửa khẩu vô tâm cầu Diếm Khởi, đồng tư các tối hôm qua, thời gian từ giờ tí tới giờ dần, tổng cộng có 36 người chết. Trong đó một người là hung thủ, kẻ giết người cưỡi ngựa đen sử dụng bảo đao đi từ trong thành ra, sau khi giết người thì đã tự sát. To gan! Dám ám sát người vô tội, hung thủ là ai? Thánh thượng bất giận, theo bẩm báo thì đó là người tháng trước đã mất lưu quý quả cảm Thôi Nguyên Khởi. Người chết à? Dạ phải. Mọi người còn nói người chết Hoàng Dương sát chết dùng vậy. Khốn kiếp! Trẫm không tin có chuyện ma quỷ. Truyền chỉ giao cho quân vệ phủ xử lý, nhất định phải điều tra rõ mọi việc, nếu không ta sẽ hỏi tội nhà dạ ngươi. Dạ thần tuân chỉ. Chỗ này sao? Bẩm đại nhân, đúng vậy. Trong thành Trường An rất ít người biết Lý Thuần Phong là chủ của Tùy Ý Lâu, nhưng mà những người biết hắn thường nói chủ nhân của Tùy Ý Lâu thiên gian địa lý, y thuật bói toán, chiêm tinh tướng số, không gì là không biết. Biết gì nữa? Biết pháp thuật thần kỳ. Pháp thuật à? Đây là chỗ ở của Lý tiên sinh, ông ấy ít giao dịch với bên ngoài. Tuy bản lĩnh lớn nhưng không ai biết lai lịch của ông ta. Trời nổi cơn giông bất ngờ, phiền phức lại tới rồi. Xem ra nhàn nhã lâu quá không tìm đến vụ án. Vụ án là tìm tới ta. Hai người lát nữa hành sự theo ánh mắt của ta. Dạ. Đi. Ghé vô, ghé vô. Ghé vô, ghé vô. Bánh nóng hổi đây. Bánh bào đây. Mua hàng đi. Bánh bào nóng hổi đây. Tiên sinh có thể tới nhà tôi xem bệnh không vậy? Xem gì bệnh chó chết nhà ngươi hả? Ông đây chuyên trị bắt yêu trừ ma, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đến kinh thiên động địa quỷ thần cũng khóc đó. Đi. Tiểu thơ đây là tráng sĩ à? Tiểu nữ có quan tình. Tiểu thư đừng khóc, có quan tình gì á, cứ nói tôi nghe đi. Lý Thuần Phong ở Tùy Ý Lâu, con người này hạ lưu háo sắc, ức hiếp dân nữ. Lý Thuần Phong sao? Là nguyên nhân gì hả? Tiểu thư à, cô có ấm ức gì tôi sẽ phân xử giúp cô hả? Lý Thuần Phong. Quận chúa, Thôi tướng quân rõ ràng bị bệnh chết rồi, hơn nữa cũng đã sắp mai táng, sao mà đứng ra giết người được? Chẳng lẽ xác chết biến đổi? Bất luận xác chết biến đổi hay Hoàng Dương, đây là cách nói của người xưa, chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà thi thể Thôi Thúc Thúc giết người lại có rất nhiều người nhìn thấy. Đây là một vụ kỳ án, thật sự làm người ta nghĩ mãi không ra. Tôi ý lâu, yêu nhân ra đây. Yêu nhân, người mau ra đây cho ta. Nè yêu. Xin lỗi, bốn tiệm chỉ bán rượu ngon, không bán yêu nhân. Muốn tìm đồng loại xin mời đi chỗ khác cho ha. Người nói cái gì? Lão tử nghe không hiểu. Gọi chủ nhân của người ra đây. Ta nói tiếng người, yêu nhân đương nhiên nghe không hiểu rồi. Hả? Người dám chơi ta sao? Tiểu tử, người đứng lại, kêu yêu nhân ra đây cho ta. Người nhất định phải kêu ra đây. Ta đã nói với người rồi, bốn tiệm chỉ bán rượu ngon, không bán yêu nhân. Người nói tiếng gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Các người cười cái gì? Hả? Ta vừa nói rồi,
Ta là nói tiếng người, đương nhiên yêu nhân nghe không hiểu rồi. Nè, không được cười có nghe không hả? Tất cả không được cười. Các ngươi cười cái gì chứ? Đừng có cười nữa mà. Tiểu tử, người giao yêu nhân ra đây, có nghe không? Người nghe cho rõ đây. Nếu người không giao yêu nhân ra đây, ta sẽ đập cái tiệm này của ngươi. Ai, tùy ý lâu hả? Đập tiệm hả? Đập đi. Tùy ý lâu có quy định, nhưng đồ vật bị hư hỏng sẽ tính bồi thường theo giá trị. Bồi thường hả? Bồi thường thế nào? Khách quan nghe cho rõ, mặc dù ông chưa đập được tấm biển nhưng tổn hại danh dự tiệm chúng tôi, bồi thường 2 lượng vàng, bản thông chất lượng tốt 3 lượng tiền, thu hồi bằng giá mua cũ trừ đi 2 tiền, tổng cộng 3 lượng 1 tiền, không tính số lẻ, còn 3 lượng. Bồi thường, bồi thường cái đầu của ngươi á. Lý Thuần Phong, Lý Thuần Phong, người ra đây cho ta. Lý Thuần Phong, người đang ở đâu? Thì ra ngươi muốn gặp chủ nhân của ta hả? Ra đây cho ta. Chủ nhân cái gì hả? Lý Thuần Phong chỉ là một tên đại dâm đảng, lão tử đến đây chủ yếu muốn trừ hắn. Lý Thuần Phong. Chủ nhân lại có thêm danh hiệu mới rồi. Ra đây cho ta. Lý Thuần Phong, người ra đây. Ra đây. Lấy lại bản tính. Muốn gặp chủ nhân nhà tôi, xem bói 1 lượng, chi phí khám bệnh 8 tiền, tiền mua thuốc tiên tri, nếu có tâm trạng tốt quá có thể giảm 1/2 chi phí. Ông vừa đập bàn vừa gỡ biển, trong lòng chủ nhân chắc chắn không vui, vì vậy sẽ tăng gấp đôi, cộng lại là 6 lượng. Đưa ngân lượng ra đây. Muốn ngân lượng hả? Lão tử không có. Triên tai 1 lượng 3 tiền, 1 lượng vàng bằng 10 lượng bạc, như vậy 13 lượng. Lượng vàng này không đồng chất, phải khấu trừ 1 lượng đi, tính 12 lượng. 1/2 là đủ rồi. Một nửa trả lại cho ngươi, hai bên hết nợ. Hey, cái tên tiểu tử nhà ngươi dám giỡn mặt với ta hả? Đại nhân, hôm nay chưa gì đã lợi hại như vậy rồi. Xem ra chúng ta đã tìm đúng chủ. Xem ra chủ nhân của tùy ý lâu chắc chắn không lương thiện gì. Đúng vậy. Đó rõ ràng là một tên đại ác nhân, là sứ giả của địa phủ, là đại ma vương hại người đó. Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta hả? Chủ nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Hôm nay người câu thế nào? Lại không được con cá nào hả? Vậy mà ngày nào chủ nhân cũng đi câu cá hết. Cá thì không câu được, quạ tới cửa rồi kìa. Trời đất ơi, đúng thiệt luôn. Ngày trước dù xui cách mấy cũng câu được mấy con cóc nhái nha. Bữa nay xui rủi tới tận nhà rồi, một con cóc nhái cũng không câu được. Thật cũng kỳ lạ, cóc nhái nó chạy đi chơi hả ta? Thật ra nó tới đây phá cửa tiệm chứ đi đâu. À phải rồi, Diệu Quỳnh Đệ, đến tìm Lý Mổ không biết có chuyện gì vậy? Người chính là Lý Thuần Phong hả? Ngại quá, tên cha mẹ đặt sao đổi được. Tại hạ chính là Lý Thuần Phong. Được, Lý Thuần Phong, cái tên dâm tặc này. Nắm đấm bự quá vậy. Huynh đệ à, cho hỏi huynh luyện võ công gì mà nắm đấm nó bự dữ vậy nè. Ê, trời đất ơi, bình thường huynh ăn mấy bát cơm? Còn nữa, có phải huynh ăn xong rồi ngủ dậy rồi đi luyện công tiếp hay không hả? Với lại cuộc sống của huynh á, có phải rất khô khan hay là không chứ? Trời ơi, nắm đấm to dữ vậy.
À phải rồi, ta chưa thỉnh giáo quý danh của tráng sĩ. Rốt cuộc thì có hiểu lầm gì vậy? Lão sư tên Trung Quỳ, thấy bất bình thì tương trợ. Tên dâm tặc nhà ngươi đã ức hiếp người quá đáng. Ta ức hiếp người hả? Ức hiếp ai vậy trời? Người ức hiếp một cô nương mặc áo màu xanh lục đó. Một cô nương mặc áo màu xanh lục? Rồi cổ đâu? Cô ấy không có đến. Vậy nghệ danh của cổ là gì? Cái này ta cũng không biết nữa. Rất hay. Vị huynh đệ này rất là trượng nghĩa nghe. Ta không phải là người tốt gì hết, nhưng mà ta biết một chút võ công quèn. Ta sợ hai đứa mình mà tỉ thí huynh quýnh không lại ta đâu nghe. Trung Quỳ ta trước tới giờ đánh nhau chưa bao giờ bị thua. Trời đất ơi, mắc mớ gì đấu với một người có nắm đấm bự như vậy. Nhưng nếu ta dùng một chút yêu thuật, ta sợ ngươi chịu không có nổi đâu. Hả? Yêu thuật hả? Không sai, yêu thuật đó. Đại đạo quy mùi suy trôi dòng, tương thủy song sinh, diệu pháp vô cực, tịnh ma trừ chướng. Kết trận. Nè Trung Quynh à, Quynh chỉ cần gặp phải bùa mê hồn này thì sau khi uống một trung trà này, Quynh nhất định sẽ phải ngã cái rầm xuống đất. Quynh có dám thử không? Trời ơi, có thật không vậy? Có thật không? Sao được? Mới vậy. Có gì mà không dám vậy được? Thử đi. Thiệt tình à, Trung Quynh có phải sợ rồi không vậy? Nó sợ rồi đừng có miễn cưỡng. Quan Giao tiễn khách. Không đùa nữa. Nè. Thử thì thử chứ. Tránh ra. Hay vậy ta. Dám thử không? Hey. Wow. Cầu. Không có cảm giác gì hết. Không sao hết. Không có chuyện gì cả. Cái gì kỳ vậy? Người bình thường chỉ cần sờ cho lá bùa này của ta đã ngã ngay xuống đất rồi. Quynh ngay cả chóng mặt buồn ngủ không có luôn hay sao? Không có. Quynh phải ấn vào vị trí ở giữa đó. Hả? Chỗ này sao? Không sao. Mạnh tới xíu đi. Hả? Có cảm giác gì không? Mới lạ đó. Vậy là sao? Chết rồi sao? Ây da, cái bình rượu đào hoa bể hết trơn rồi. Trời ơi, ghê quá. Sùi bọt mép luôn kìa. Dạ quan, tiễn khách đi. Lần nào cũng là chủ nhân gây quả cho tôi đi dọn hết. Làm gì có chủ nhân như ông chứ. Biết nhiều làm nhiều thôi, mắc mớ gì so đo tính toán như vậy. Ê, phải rồi. Hả? Để đầu hắn hướng ra ngoài, người khác nghĩ hắn say rượu ngã trước cửa tiệm. Như vậy bán rượu mới được đó nghe. Hả? Dạ biết rồi. Nè. Hả? Còn nữa, đừng quên để lại nửa chiếc khuyên tai vàng kia để trừ vào bình rượu quý đào hoa của ta. Đương nhiên rồi, còn phải đợi đại nhân nói sao? Trời ơi, ghê quá. Đi rồi, rất nhanh luôn á. Không biết có bị sao nữa. Hết chuyện rồi. Sự bọc mép gì vậy? Chắc là hết chuyện gì vậy? Lý Thuần Phong, quân vệ phủ đến điều tra. Ta đang đợi nhà ngươi đây. Đưa đi. Đây nè, mấy người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Dù vào đâu bắt chủ nhân tôi. Phụng lệnh điều tra. Hả? Đưa đi, nhanh lên. Đi, tránh ra. Dạ quan, tránh ra.
Sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại bị quan sát bắt người rồi? Các người còn chưa thanh toán mà. Nè, có phải ông tên Quốc Trị không vậy? Sao ngươi lại biết tên ta? Cốt cách của đại nhân rất giống cốt cách của Ngô Quốc Công, Quốc Kỳ Cung đó. Cốt cách gì? Cốt cách Ngô Quốc Công trên đời này rất là hiếm gặp. Người có diện mạo giống nhau thì rất nhiều, nhưng mà cốt cách ngoài những người cùng huyết thống ra, những người khác rất ít điểm giống nhau. Xem ra Đạo Dương còn có bản lĩnh này. Tại hạ chính là hiệu quý quân vệ phủ Kỳ Phương. Quốc Kỳ Cung là thúc phụ ta. À, tại hạ Lý Thuần Phong. Không biết đại nhân mắc mớ gì bắt ta đi vậy? Trong lòng ngươi phải rõ hơn ai hết chứ. Vụ án lớn xảy ra tối qua ở thành Trường An, ngươi chính là nghi phạm lớn nhất. Cái này phải gọi là quyết án mới đúng chứ ta. Xem ra ngươi mới đúng là chưa đánh tự khai rồi. Ta chỉ nói vụ án lớn chứ không nói là quyết án. Tự ngươi nói ra thôi. Vụ quyết án xảy ra khai dĩ môn của thành Trường An, trọng tâm có 4 điểm. Vụ án xảy ra ước chừng giờ tí, giữa giờ dần đêm qua có 36 người chết. Trong đó hung thủ kẻ giết người cưỡi ngựa đen tay cầm bảo đao đi từ trong thành ra. Sau khi giết người cắt cổ tự vẫn, người đó trên đời này không ai khác chính là Đô Quý Nguyên Cảm Thôi Nguyên Khởi, vừa mới ốm chết cách đây không lâu, có phải vậy không? Đúng rồi, đưa đi. Nè, không lẽ đại nhân cho rằng những người biết về vụ án đều là hung thủ hay sao? Hơn nữa người chết giết người thật sự có chuyện này hay sao chứ? Đừng làm ra vẻ quyền bí trước mặt bổn quan. Ta nói cho người biết, Quốc Kỳ Phương ta là mệnh quan triều đình, cứ cho là người có yêu thuật bổn quan không ta sợ đâu. Ta làm gì có yêu thuật? Người có yêu thuật hay không bổn quan nhìn thấy rồi. Yêu thuật mà ngươi vừa dùng với Trung Quỳ, bổn quan đã nhìn thấy rất rõ ràng. Trời, Quốc Kỳ đại nhân là người luyện võ, ngay cả đạo lý điểm quyệt chạm mạch ngươi không biết hay sao chứ? Đó. Vẫn còn cãi chứ gì? Bây giờ ta nói cho ngươi biết để không còn giảo biện. Lúc Thôi Nguyên Khởi giết người, trên tay sao lại có tên của ngươi hả? Nói đi. Công nhận thú vị ghê. Đương nhiên thú vị rồi. Nếu tại hạ thật sự là hung thủ, tại sao tại hạ ngu ngốc tới nỗi để lại tên của mình trên tay hung thủ hay sao? Giả sử tại hạ thật sự là hung thủ đứng đằng sau, sao lại để quan gia bắt một cách đơn giản như vậy hả? Ngươi nói vậy cũng rất có lý đó. Vụ án này thật sự có nhiều nghi điểm. Ta có thể thả ngươi trước, nhưng mà ngươi vẫn là tình nghi lớn nhất ta gọi lúc nào phải có mặt. Trước khi quan phủ kết thúc vụ án này, ngươi không được rời khỏi thành Trường An, có biết chưa? Thả ngươi. Dạ. Hùng Quang. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là Hùng Quang? Đại nhân lúc đầu nóng vội lập công hãm hại Trung Lương, chỉ vì lời nói của tại hạ thả ngay nghi phạm phá án. Hồ đồ như vậy đại nhân không phải Hùng Quang thì là cái gì? Người nói lập công hãm hại Trung Lương, dám mắng ta là Hùng Quang sao? Quốc Kỳ Phương ta đây, ở thành Trường An này đã phá án cũng mười mấy vụ rồi, chưa ai dám nói ta là Hùng Quang. Bắt vàng bắt cả đôi bắt cướp phải có tàn vật, ta quang minh lỗi lạc phải cho ta thấy nhân chứng vật chứng trước đi. Người đã không sợ thì cứ việc đi một chuyến đi, đưa hắn về quân phủ, đưa đi. Dạ. Sao? Đi mau. Mua đi. Bánh bao này. Tên Lý Thuần Phong này rốt cuộc là người ra sao? Bẩm quận chúa, tên Lý Thuần Phong này là một kẻ buôn bán. Ở phía Đông Thành có kinh doanh một tiệm rượu nhỏ, đặt tên là Tùy Ý Lâu. Những người ở đó nói, con người này suốt ngày chơi bời lêu lỏng, hơn nữa hắn có sở trường là yêu thuật. Tên Lý Thuần Phong đó và yêu nhân, bây giờ dính vào vụ án mạng của Sở tướng quân. Vậy phủ quận chúa chúng ta chẳng phải sẽ gặp rắc rối hơn sao? Nè, vụ án này bây giờ do nha môn nào thụ lý? Bẩm quận chúa, sau khi xảy ra vụ án, người của quân vệ phủ vội đến đưa tất cả thi thể về phủ rồi. Hơn nữa, trong cung truyền tin tức ra ngoài nói, thanh thượng truyền chỉ vụ án này sẽ giao cho quân vệ phủ toàn quyền xử lý. Cái gì? Quận chúa, người muốn đích thân đến quân vệ phủ sao? Dù sao Thôi Thúc Thúc cũng thấy ta trưởng thành. Bây giờ thúc ấy xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều phải đi xem thế nào. Đừng để quản gia biết được, ông ấy sẽ la mũi chết đó.
Em không nói, ta không nói, ông ấy làm sao biết được chứ? Wow, quận chúa, người thế nào? Có giống một công tử không? À, quận chúa, người cải trang như vậy làm nhiều thiếu nữ Trường An say mê đó. Đừng nói linh tinh, bây giờ ta đi xử lý việc nghiêm túc. Em ở nhà trong nhà đi. Vị này là Thôi đại nhân hả? Không sai, ông ta chính là Thần Đao Thôi tướng quân. Wow. Được rồi, ngươi nhìn đủ chưa? Ngươi muốn xem nhân chứng vật chứng mà. Đây chính là vật chứng, nhìn cho kỹ vào. Đó có phải là tên ngươi không? Còn gì để nói nữa không? Tại sao chữ viết lại khó coi tới như vậy chứ? Chữ Lý thì méo méo vòng vòng, chữ Phong thì xiên xiên dẹo dẹo như vậy. Viết xấu dễ sợ luôn. Ngươi đừng có ở đây gây rối với ta. Chữ viết đẹp thì có liên quan gì chứ? Chữ xấu chữ đẹp có phải là tên của ngươi không? Chẳng lẽ viết tên của ngươi phải luyện viết chữ trên tay mới được hay sao? Nói cho người biết, đó chính là manh mối lúc sinh thời Thôi tướng quân đã để lại đó. Manh mối đúng là manh mối rồi, chỉ có điều á, này đâu phải do người chết để lại. Sao ngươi có thể chắc chắn không phải Thôi tướng quân để lại chứ? Xin hỏi đại nhân nha, nếu phải viết chữ trong lòng bàn tay, đại nhân sẽ viết làm sao đây? Không sai, không sai, nhất định viết từ ngón tay đến cổ tay. Đại nhân xem lại tay trái của người chết đi. Theo tôi thấy người chết phải viết như thế này nè. Hả? Viết làm sao hay quá vậy, viết thử coi. Vậy có thể là ai chứ? Ai có thể để lại tên của ngươi trên tay của Thôi tướng quân đây? Ai giết thì tôi không có biết. Chỉ có một điều tôi có thể khẳng định. Khẳng định điều gì? Hung thủ không phải là tôi. Ngươi? Mạc tướng Quốc Kỳ Phương tham kiến Tạ tướng quân. Khởi huynh, sao lại thế này? Phát hiện ra khi nào? Bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ tuần tra quanh thành, nhận được tin cấp báo của quân sĩ giữ thành, thuộc hạ lập tức tới ngay. Thuộc hạ thấy Thôi tướng quân. Người lại.
Tạ thúc thúc, là ta đi. Tạ Ứng Đông tham kiến đại nhân. Đại nhân, sao người đến đây? Thúc thúc đã gọi ta là đại nhân. Thôi thúc thúc gặp nạn, sao ta có thể không đến được chứ? Mạc tướng lỗ mãng, tạ tướng chỉ lo ở đây tanh mùi máu, sợ là không có lợi cho đại nhân. Đa tạ thúc thúc đã lo lắng. Là ai phát hiện tử thi? Khởi bẩm đại nhân, là tạ tướng, quân vệ phủ, Quốc Kỳ Phương. Ồ, con cháu của Ngô Quốc Công, quả nhiên anh dũng hơn người. Đại nhân quá khen. Quốc Kỳ đại úy, vụ án này có gì đáng nghi ngờ không? Đại nhân và tạ tướng quân đều đang ở đây, Mạc tướng có thể hỏi hai vị một việc được không? Là việc gì? Mạc tướng nghe nói mấy ngày trước Thôi tướng quân bị bạo bệnh mà ra đi, chuyện này là thật chứ? Vậy việc này là thật, đích thân bổn cung tự đến bái tế, sao có thể là giả được chứ? Ta cũng từng đến phủ đệ của Nguyên Khởi Quỳnh để bái tế, tính ra đêm hôm qua chính là 7 ngày hồi sát. 7 ngày hoàng hồn, chẳng lẽ Thôi tướng quân thật sự âm hồn bất tan, quá thành xác chết lấy mạng người khác, tạo ra vụ quyết án này sao? Nói linh tinh, người xưa nói chuyện xác chết sống lại, chuyện ma quỷ ai có thể nói rõ được chứ? Dạ, Mạc tướng sai rồi. Trên cơ thể của Thôi tướng quân có điểm nghi vấn nào không? Dạ đại nhân, Thôi tướng quân cưỡi ngựa đến, sau khi giết bá tánh và quan binh đã tự vẫn, con ngựa ô và thanh bảo đao hàng thiết nhận được tìm thấy không có gì bất thường. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ấp ả ấp úng, nói nhanh. Dạ, mời đại nhân và tướng quân xem qua. Đây, cái này là gì? Là ta. Thủ ấn ta vẽ đó. Thủ ấn? Thủ ấn là cái gì? Quốc Kỳ đại nhân nói ở đây có người chết đột ngột, lo có ma quấy phá, nên nó mời tại hạ đến làm phép trừ ma đó. Làm phép trừ ma? Ngươi là ai? Ta hả? Tại hạ truyền nhân của Phùng Cơ Tử, tinh thông ngũ hành số mệnh, có thể đoán sự hung cát như thế nào. Khách quan à, nếu khách quan thay đổi số mệnh, chấn trạch khử ma, sinh con trai sinh con gái, hãy giao hết cho tại hạ. Tại hạ không có gì là không biết, không có gì là không hiểu. Toàn nói những lời sằng bậy. Một tên thuật sĩ giang hồ mà lại có thể trà trộn vào nha môn. Tạ thúc thúc, quốc vệ phủ điều tra án như vậy sao? Càng quấy, quan được, dám chọc giận đại nhân. Vụ án này giao cho ta xử lý, ngươi không cần quan tâm. Đại nhân, đại nhân, đại nhân đừng giận, trách hạ tướng dạy bảo thuộc hạ không nghiêm, mới có chuyện quan đường như vậy. Tạ thúc thúc, thúc nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Thúc hãy thử nghĩ xem, vụ án mạng của Thôi thúc thúc có ý nghĩa thế nào với phủ quận chúa, với mẫu thân ở trên trời. Ngươi đứng lại, ngươi phải biết mình đã phạm đại tội, đó là tiêu hủy chứng cứ, làm liên lụy ta. Ngươi dám qua mặt lừa dối quan trên, cũng may bổn quan còn chưa bẩm báo chuyện này lên triều đình, nếu không bổn quan sẽ phạm phải tội khi quân phạm thượng bị chém đầu cả nhà rồi, ngươi có biết không? Đại nhân, tại hạ chẳng qua vì muốn bảo vệ bản thân thôi mà. Hả? Dù sao bây giờ nhân chứng đã chết, vật chứng đã mất, không lẽ đại nhân muốn đưa Lý Mỗ vào đại lao mới được hay sao chứ? Đứng lại! Trời đất ơi, còn cái gì nữa vậy? Tên yêu đạo này làm ta tức chết đi được. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, ngươi đừng hòng mà đi được. Quốc Kỳ đại nhân, không lẽ đại nhân muốn bắt tại hạ linh lãnh càng cúng, ban ngày ban mặt, ông không bằng không chứng, rất khó định tội tôi đó nghe. Tên yêu đạo, ta thật không nên mắc bẫy của ngươi, để ngươi đến xem vật chứng, tiêu hủy chứng cứ.
Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ mọi việc như vậy là xong. Ta nhất định sẽ bám sát ngươi mọi lúc mọi nơi. Nếu bổn quan phát hiện ngươi có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ án này, ta nhất định sẽ... Hả? Quả nhiên biết yêu thuật. Yêu đạo, yêu đạo, ngươi nghe cho kỹ đây. Bổn quan nói được làm được. Nếu ngươi là hung thủ, bổn quan sẽ bắt ngươi trừng trị theo pháp luật. Quốc kỳ phương ta sẽ theo sát ngươi. Quận chúa, có thật là ngươi đã đến quân vệ phủ không? Ngươi nhìn thấy tên Lý Thuần Phong được giết trên thi thể sao? Trên tay của Thôi Thúc Thúc chỉ có một ấn phục màu đỏ, những cái khác đều không có. Vậy chẳng lẽ tình báo của tôi báo sai hay sao? Không, tình báo của quản gia báo chính xác không sai. Trong lòng bàn tay của thuốc ấy hình như có viết một cái tên. Chỉ là khi ta đến đó đã bị người ta xóa đi rồi. Kẻ nào to gan như vậy dám tiêu hủy tội chứng? Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong? Sao có thể như vậy được? Khi ta đến nhà để xác của quân vệ phủ, có nhìn thấy một thuật sĩ rất kỳ lạ. Ta nghĩ người này chắc hẳn là Lý Thuần Phong. Trước mặt mọi người có thể tiêu hủy chứng cứ mà không bị phát hiện, quả nhiên có chút tà môn. Là hắn tự xóa tên mình trên tay tiêu hủy chứng cứ à? Ừ. À, nếu đã như vậy, sao quận chúa không vạch mặt hắn ra ngay tại trận chứ? Không có chứng cứ làm sao có thể bắt người ta được chứ? Huống hồ gì ta thấy tên thuật sĩ họ Lý này rất xảo quyệt. Nếu không nắm được điểm yếu của hắn thì rất có thể tự làm khó mình. Không lẽ cứ để gian kế thành công, nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật? Chỉ dựa vào điểm này cũng không thể chắc chắn hắn chính là hung thủ. Nhưng mà cho dù hung thủ thật sự là ai, vụ án chưa được làm rõ, ta sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta chỉ cần ngồi im quan sát. Lão già, mời vào trong. Lão già, vào trong cái gì đi nè. Lão già, công tử cạn chung nha. Tướng quân đại nhân đến rồi. Thỉnh an tướng quân đại nhân. Tướng quân đại nhân, ngài đã chọn được cô nương nào chưa? Liễu Ngũ Nương. Mời Liễu Ngũ Nương hả? Các cô nương tiếp khách đi. Liễu Ngũ Nương, Liễu Ngũ Nương, tướng quân đến rồi nè. Liễu Ngũ Nương, ra đây nhanh lên, tướng quân đến rồi nè. Mama, mama mời tướng quân đại nhân vào trong nói chuyện. Dạ, là vị tướng quân nào vậy? Liễu Ngũ Nương, cô chắc nhận ra ta chứ? Nghe kỹ lại đi. Ông là Tạ Ấn Đông, Tạ tướng quân. Cô còn nhận ra huynh đệ của ta chứ? Huynh ấy tên là Thôi Nguyên Khởi. Thôi tướng quân, chẳng phải 7 ngày trước, 7 ngày trước ông ấy đã... Đừng giả vờ nữa. Những chuyện cô gây ra không lẽ cô không biết sao? Tiểu nữ không hiểu. Liễu Ngũ Nương, cô có nhận ra vật này không? Nhận ra là di vật của Thôi tướng quân, Hàn Thiết nhận. Nhận ra thì tốt. Niềm tình tình cảm của cô và huynh đệ của ta ngày trước, ta sẽ không làm khó cho cô. Nhưng nếu cô không khai thật mọi chuyện, ta sẽ thay huynh đệ của ta lấy mạng của cô. Mau khai thật đi. Hử?
là kế nào? Rau của bà gió thổi nát hết trơn mà còn dám bán nữa. Không, không mua, phải không đâu. Mua, không mua. Nè, 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 quay lại coi rau nè, tươi lắm mà. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đi. Giỏi lông gà đi. Chạy đi, chạy đi, nhanh lên, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cứu tôi với. Chạy đi. Cứu tôi với. Chạy đi. Cứu tôi với. Chạy đi, con chạy con ngựa kìa. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Nè có chừng. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Cô nương mời đứng dậy, không cần đa lễ đâu. Tiểu nữ họ Liễu, tên Hành Ngũ, mọi người đều gọi Liễu Ngũ Nương. Xin hỏi quý tánh đại danh của công tử. À,
trời đã rơi minh châu sáng trên tóc, ngọc tuyết cài đầy đầu, minh thủy cát trong thành Trường An. Liễu Ngũ Nương là một cô nương tài sắc song toàn, lại còn khá nổi tiếng. Hân hạnh tại hạ Lý Thuần Phong. Vì bằng hữu này của tôi tên là Quốc Kỳ Phương. Quên nói gì, vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô nương chắc phải nửa canh giờ sau mới nhớ ra tên của mình là cái gì đó nghe. Yêu động, tại hạ Quốc Kỳ Phương, chào cô nương. Lý công tử, Quốc Kỳ công tử, nô gia hôm nay ra ngoài tảo mộ, trên người có chút âm khí, không tiện ở lâu. Công tử sau này có đến Minh Thúy Cát, nhất định phải nhớ tới tìm nô gia, để nô gia đích thân hầu hạ trà nước, báo đáp trả ơn cứu mạng hôm nay. À, chúng tôi không cản đường cô nương tự nhiên. Liễu Ngũ Nương. Thôi chết con ngựa đâu. Ê, yêu đậu. Cho. Nè, bình thường huynh qua lại với Thôi tướng quân có phải không vậy? Có mấy lần gặp mặt. Con người của ổng thế nào? Khi ta tuyển quân vào triều đình thì được biết Thôi tướng quân là tướng cũ của tiền triều. Theo binh biến, họ bỏ tối theo sáng, đi theo Bình Dương công chúa Biện Hạ. Hèn gì phất dân quận chúa bất chấp thân phận của mình xông thẳng vào nhà địa sát của quân vệ phủ. Người nói gì? Người muốn nói người hôm đó xông thẳng vào nhà địa sát là phất dân quận chúa sao? Xịt xịt cái gì chứ? Nhớ lên. Trên đời này thật sự có chuyện xác chết hoàng dương sao? Ta nghe nói ở xứ sở xưa kia có một pháp thuật có thể sai khiến được hành động của xác chết. Ngô gia đế, Ngô tướng quân võ nghệ cao cường, chỉ cần một con tướng mã và một thanh bảo đao, thống lĩnh ba quân, là một danh tướng được tôn kính đời đời. Người xem. Đúng là ngựa già quen đường. Đường nó đi chẳng phải là đường nó đến hôm qua sao? Đúng là nham hiểm thiệt chứ. Sao lại nham hiểm? Sáng hôm qua thi thể Thôi Nguyên Khởi trong thành Trường An đã giết chết nhiều người, cuối cùng gây án ở Khai Diễn Môn, làm người ta hiểu lầm thi thể Thôi Nguyên Khởi đến từ đô thành, nhưng mà thực tế nó là... Ta hiểu rồi. Người muốn nói là trên thực tế thi thể đến từ ngoại thành sao? Thông minh quá trời. Đi thôi. Chạy nhanh vậy. Con ngựa đâu? Hả? Thôi mình đi về ngủ đi ha. Đợi đã. Ngươi đường đường Nam Nhi cao bảy thước, nhát như vậy làm gì? Có ta đây, không cần sợ đâu. Đại nhân à, huynh ở đây ta càng sợ đó. Huynh nhìn ta đi, tay trói gà còn không chặt nữa mà. Cứ cho là không có yêu ma quỷ quái gì đi, nhưng mà chỉ cần gặp thổ phỉ thôi là tiêu rồi. Tùy lâu của ta mua bán nhỏ lẻ thôi. Quản gia giao quan là một tên keo kiệt, chắc chắn không bỏ ngân lượng đi chuộc cái mạng này đâu. Được rồi, yêu đạo à, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Quy định của tùy ý lâu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta giúp đại nhân phá án, có phải đại nhân nên thưởng cho ta tí xíu gì đó gọi là... Ta hiểu rồi, thì ra nhà ngươi vẫn là một tên yêu đạo tham tiền. Bản tính con người là bản tính con người thôi. Thật ra ý của tại hạ chính là... Đủ rồi. Nói nhiều vô ích. Bổn quan thấy ngươi là một người không có tính chính nghĩa. Đừng quên, ngươi đây là trọng phạm của triều đình. Ngươi rõ chưa? Chỉ là trọng phạm thì tình nghi thôi chứ bộ. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Hỗ trợ ta phá án. Nếu ngươi thật sự không phải hung thủ thì triều đình sẽ thưởng cho ngươi. Chứ, triều đình mà thưởng hả? Triều đình lúc nào nói lời giữ lời đâu. Hay là vậy đi, hãy truyền lời quốc công đứng ra bảo đảm, thì tại hạ không có gì nghi ngờ hết. Im miệng đi. Nhà ngươi đừng có không biết điều. Ngươi dám bỏ chạy ngay lúc này, ta sẽ lập tức xử tội ngươi. Nè, đừng có căng như dây đàn dễ đứt lắm đó. Kiểm sát dễ gây tổn thương. Bình tĩnh nghe. Bình tĩnh. Ta đi.
tình yêu đạo nhà ngươi. Ngay cả đồ của người chết mà ngươi cũng lấy, ngươi thiếu tiền vậy sao? Ê, trời đất nhân từ, dạng vật bình đẳng có gì đâu mà phân biệt chứ. Ta lấy về lòng trắc ẩn thôi mà. Con ngựa chuyển thi thể. Ta có nhìn lầm không vậy trời? Ngươi không nhìn lầm đâu, không hề có phu xe. Quốc Trị! Quốc Trị! Cứu tôi đi! Quốc Trị đại nhân cứu tôi đi! Quốc Trị đại nhân cứu mạng đi! Đã có Quốc Trị tới đây, không cần phải sợ. Nó không có đậu kìa. Một con tướng mã Ô Gia Đệ và thanh bảo đao Hàn Thiết Nhật. Thôi tướng quân, rút đao đi. Hứt.
Lợi hại lợi hại, Kỳ tướng quân quả thật võ công cái thế đó nghe. Ngươi cũng không tồi đâu. Nè, tôi hỏi ngươi, tại sao ngươi tuổi 6 hắn liền bất động vậy? Ồ, bởi vì tôi là yêu đạo mà. Còn ra vẻ thần bí sao? Nè, yêu đạo, tôi hỏi ngươi chuyện khác. Ngươi nói xem Thôi tướng quân sao biến thành ác quỷ không đầu chứ? Nói vậy là sai rồi. Thôi tướng quân không có đầu, không lẽ cứ không có đầu là Thôi tướng quân hay sao? Ê, ta thấy người này đúng là hồn ma của Thôi tướng quân rồi mà. Ngươi nghĩ thử xem, ngựa quý Ô Gia Đề, bảo đao Hàng Thiết Nhẫn, những cái này đều của Thôi tướng quân. Chính vì là bảo đao của Thôi tướng quân chém sắc như chém bùn, nên ta mới thay đổi chiêu thức, chặt đứt tay của ông ta, mới ép ông ta rút lui. Nếu thực sự là hồn ma, vậy cái vết máu trên thanh đao này giải thích làm sao đây? Đúng vậy, hồn ma sao lại có máu chứ? Trời ơi, con đường chết vậy hả? Trời ơi, lại thêm người nữa nè. Đi xem thử. Được. Trời ơi, đừng có coi nữa. Tránh đường đi, tránh đường đi, tránh đường đi. Hiểu quý đại nhân. Trời luôn à. Sao lại là hắn chứ? Du huynh, hả? Chuyện này là sao đây? Còn làm sao nữa? Ma quỷ lộng hành. Ma quỷ? Sao lại có ma quỷ chứ? Quốc Kiều huynh đệ, đệ không biết chứ? Mấy hôm nay á, thi thể ở nghĩa địa thường xuyên vô cớ mất tích, đúng thật là chết không thấy xác. Hơn nữa, nửa đêm canh ba thường xuyên xuất hiện âm thanh rất là kỳ lạ. Âm thanh kỳ lạ? Du huynh, có phải là tiếng đàn không? Hình như là tiếng đàn. Đệ nghĩ có phải ma quỷ lộng hành không? Hơn nữa, đệ nghĩ xem, nửa đêm canh ba, tên nào lại đi đánh đàn nghĩa địa? Và lại, ai là có thể đưa thi thể lên cao như vậy được chứ? Ha, treo trên kia kìa. Hả? Đủ rồi, không biết càng không nên nói. Làm gì có ma? Trời ơi, quốc trị đại à, mấy năm trước á, ta cho kiểm tra thi thể, mới chớp một cái là thiếu đi một thi thể. Cái gì? Du huynh, ý huynh nói thi thể này là thi thể đem đến nghĩa địa năm hôm trước sao? Đúng vậy, chính là bộ dạng này. Còn có cái bộ quần áo này nữa, có quá thành tro ta cũng nhận ra được mà. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thi thể này tối qua tôi còn nhìn thấy mà. Quốc Kiều huynh đệ, vị tiên sinh này, vị tiên sinh này, vị tiên sinh này là ai vậy? Hắn ta là yêu đạo đó. Ta đã bỏ lời ý niệm oán hận của người này rồi. Hãy nhớ, đưa hắn về trong 2-3 ngày nữa, hắn sẽ không thể hồi xác được đâu. Du huynh, huynh thử để thi thể thêm 2-3 ngày nữa xem hắn có hồi xác được không. Được. Nè, yêu đậu, đợi ta chứ. Nè nè, trông cho thật kỹ nha, trông cẩn thận nha. Hồi thánh thượng, hiện nay quân về phủ đã tiếp nhận thánh chỉ, đảm bảo nhanh chóng phá được vụ án này. Trẫm mới đăng cơ chưa được bao lâu thì đã xảy ra vụ án như thế này rồi. Trẫm tin là nhất định có kẻ nào đó mượn cơ hội này làm lung lay hoàng vị của trẫm, cho nên buộc phải phá được vụ án này, có hiểu không? Di thần đã hiểu ý của thánh thượng rồi. Còn nữa, trong nhân gian có phản ứng thế nào đối với vụ án này không? Hồi thánh thượng, do vụ án này có quá nhiều người chết, không có cách nào giấu kín như bưng được.
chắc chắn những người đi đường họ đều biết hết trơn rồi. Tệ hại! Nghe đây, bổn hoàng gia đọc cho các ngươi nghe. À, phàm là những lời ma quái xúi dục mỹ dân sẽ bị kết vào tội vu khống triều đình mới, phá hại triều đình bằng đại hạn hán, cấu kết với đột quyết mưu đồ tạo phản. Tất cả đã nghe rõ hết chưa? Tiểu nhân thật sự không phải là vị đại hoàng thái tử đâu. Ai kêu ngươi xúi dục kích động với thi thể ở nghĩa địa hãm hại hoàng thượng hả? Đừng mà, để ta xem cái miệng ngươi cứng hay là cái nung này cứng. Trung. Má huynh à, thật sự đã tạo huynh đó. Đạo chi, đạo chi. À, đạo chi. Huynh điều tra ngụy kỹ, có phải là gì vụ quyết án ở thành Trường An không? Tại sao huynh lại hỏi vậy? Thôi Nguyên Khởi vốn dĩ là thuộc hạ của Ngụy Kỷ. Sau khi bình biến, ông ta đầu quân cho Bình Dương Quan của công chúa Bình Dương. Nhiều lần lập công, được coi là tâm phúc. Dù quyết án ở thành Trường An bí ẩn khó lường, bây giờ thành Trường An đều do cấm quân khống chế. Má huynh lẽ nào không biết những người bị bắt đều là bá tánh vô tội? Chứ gì lỡ nói mấy câu về vụ án ma này, liền bị bắt đi, đánh ép phải khai, trở thành loạn đảng của Lý Thiên Thành và nội ứng của Đột Quyết đó. Còn hung thủ thực sự lại ung dung ngoài dòng pháp luật kìa. Ý đạo chi à? Có phải huynh đã có manh mối gì rồi không? Mới hé lộ một chút manh mối, bởi vậy mới đến phủ xin trợ giúp nè. Muội thật không hiểu hoàng thượng lại vô lý đến vậy, nghe đến cháu ruột đàng ngoại của mình mà cũng hoài nghi. Bởi vậy cổ nhân có nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ vậy. Im miệng lại. Hai cô còn dám ăn nói linh tinh, ta sẽ nói hai cô bàn vụ án ma, nhốt hai cô vào đại lao. Shh.
Nhìn thấy chưa? Sau này đừng ăn nói linh tinh trước mặt quận chúa nữa. Mẫu thân, vụ án của Thôi tướng quân đã làm gia tộc ta gặp họa. Con sẽ dâng tấu lên cậu để giải thích rõ ràng. Quận chúa, đại lý tự có tin tức gì chưa? Đại lý tự suy luận vụ án của Thôi tướng quân là tạo ra vụ án ma để nhằm minh oan cho ẩn thái tử Lý Kiên Thành, hoặc là vì kiệt lợi kha hãn của Độc Quyết, mượn lúc thiên tài đói kém để dụng binh tiến vào Quan Trung. Đúng là nói hoàng nói xiên. Chúng muốn làm cho chiến công hiển hách của mẫu thân ta bị phủ lên bởi sự oan khuất, làm cho sự anh minh của phụ thân ta bị hủy hoại trong tay ta. Quận chúa, chúa mẫu và lão phu nhân tên tuổi lẫy lừng, tuyệt đối không thể bị bôi nhọ được. Sự dễ dàng của phụ quận chúa cũng không thể bị bôi nhọ được. Chúng nô tỳ nguyện vì phụ quận chúa mà máu chảy đầu rơi. Chúng nô tỳ nguyện xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Mọi người không cần phải vậy. Ta đã chuẩn bị dân thư yêu cầu hoàng thượng nói rõ với phủ quận chúa. Không được, không được đâu quận chúa. Đại lý tự điều tra vụ án vốn dĩ là phụng chỉ thánh thượng, bây giờ triều đình đối với bất cứ động tĩnh gì cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thánh thượng chẳng phải cũng như vậy sao? Các ngươi ra ngoài đi. Dạ. Quận chúa, việc này liên quan đến sự an nguy của cả gia tộc, quận chúa không được kích động. Có những chuyện cũ lúc đó quận chúa còn quá nhỏ, nhưng chắc đã nhớ như in. Chuyện gì? Khi chúa mẫu qua đời, trong ngày đại lễ đưa tang, đương kim thánh thượng đã uống nhầm rượu độc tại phủ chúng ta. Sự việc sau đó đã từng nghi ngờ Thôi tướng quân, hoàng thượng âm thầm điều tra, cũng không điều tra ra nguyên nhân. Quận chúa, vụ án của Thôi tướng quân chúng ta chỉ có thể điều tra quyền cơ ở bên trong, rồi tùy cơ ứng biến mới là thượng sách đó. Điều tra như thế nào? Những tên hôn quan ở đại lý tự, chúng chỉ biết hoài nghi phủ của chúng ta thôi. Quận chúa, nghe nói tên Lý Thuần Phong kia đã cuốn vào vụ án này rồi. Tên thuật sĩ khắp người toàn là yêu tà sao? Xem ra hắn quỷ chứng cớ, không chỉ nhằm thoát khỏi hiềm nghi mà còn có dụng ý khác nữa. Quận chúa, con người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Vụ án của Thôi tướng quân vốn dĩ đã là vụ án tà ma. Tên Lý Thuần Phong đó tuy là thuật sĩ tà ma, nhưng cũng có thể dùng phương pháp lấy độc trị độc, cũng chưa biết thế nào đó. À, rượu ngon, rượu ngon. Rượu ngon lắm. Rượu ngon lắm. Ta đã nói rồi, chắc là hổ giấy chứ gì. Cũng phải. Vậy mà còn nói chuyện bất bình trong thiên hạ nữa. À, chẳng cần đợi Sống Hiệp Thành Trường An chúng ta ra tay, tự hắn ngã rồi. Đúng. Ê, đúng 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 đi. Xong rồi. Qua cả. Hắn uống hết rượu rồi, chẳng để lại đồng nào trong người. Vậy bây giờ chúng ta kéo hắn về giết, mang thịt đem bán, cũng bán được hơn 100 kg đó. Qua cả, huynh dám giết người luôn hả? Sao mà không dám chứ? Người nó ít thôi. Mau hành động đi. Trời ơi, đúng là ngu mà. Nó bỏ đi. Hey, nhìn ta nè. Trời ơi, trời ơi. Hey.
Ê, đi. Đi. Nhìn rõ chưa? Là một vị tướng quân. Tướng quân chắc là có nhiều tiền. Xem ra ông ta đã uống sai rồi. Ông trời không để cho Song Hiệp chúng ta để mất công mà. Mau đồng thủ đi, bên này đủ chúng ta ăn một thời gian dài. Quốc trị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm quốc trị đại nhân, người này tối qua đã bị moi tim gan rồi. Tối hôm qua là ai trông? Là anh ta. Hầu đại nhân, hôm qua là tiểu nhân trông. Đứng cho vững, sợ cái gì chứ? Nói đi, ngươi nhìn thấy gì? Có kẻ nào từng đến đây? Tiểu nhân không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì cả. Nhất định là ma rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Nhất định là ma, nhất định là con ma chuyên ăn tim người. Câm miệng đi. Ta nhắc lại, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta thân là tướng sĩ đại đường, kẻ nào nói động đến vụ án ma, kẻ đó sẽ phải ngồi tù. Tất cả nghe kỹ đây, không được đụng vào bất cứ vật gì nơi đây, càng không được di chuyển thi thể, có hiểu không? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Đợi tôi quay lại đi. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Cho ý, tùy ý lâu. Uống trà cần dùng cái này không? Nè, thứ này là gì vậy? Ngọc lưu ngu mã, ngươi từng nghe tới chưa? Ngọc lưu ngu mã chính là ngọc lưu ngu mã của Gia Cát Lượng. Đồ tốt đó. Cũng sành điệu quá ta. Thật không ngờ tên yêu đạo nhà ngươi có thể làm ra thứ đồ phức tạp như vậy. Huynh sai rồi. Tôi làm ra nó vì tính tôi lười biếng, có nó rồi bớt được rất nhiều việc. Thôi không nói chuyện phím nữa, tìm tôi có việc gì? Lời này xem như ngươi nói đúng. Bổn quan tìm ngươi đúng là có việc. Ta nghĩ mãi không ra. Yêu đạo ngươi nói thử xem.
trên đời có yêu quái nào ăn thịt người không? Thiên hạ rộng lớn vậy, không có chuyện gì mà không xảy ra, tất cả đều có thể. Được, ta đưa ngươi xem một thứ. Xem thử đi. Ồ. Yêu đạo to gan, dám hủy chứng cứ sao? Chứng cứ đã có rồi, hôm nay bổn quan sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Nói đi, việc này coi ngươi giải thích sao đây? Không giải thích. Cái này là cái gì? Yêu đạo to gan, người giấu giếm bổn quan không nói làm gì, còn dám đưa quả tim của thi thể cho bổn quan xem, xem ra người thật vô lễ. Bình tĩnh. Dây căng dễ đứt, kiếm sắc dễ mẻ, đợi tí xíu đừng có sốt ruột. Đừng dớ dẫn, nói mau. Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết thật sự, lý do này thế nào? Nói cho người biết, giật quỷ hoại tử thi cũng là phạm pháp, việc này tuyệt đối không nói đùa được, là tội chém đầu. Luật lệ đại đường biết mà không báo xử tội giống như phạm tội, huynh là người trong quan phủ phải tăng gấp đôi. Người dám uy hiếp bổn quan sao? Ta dùng kim bạc thổi qua rồi, hắn ta không phải bị trúng độc, nội tạng bình thường, tim cũng rất khỏe. Nhưng mà sau khi khía ra, ngươi nhìn đi, bên trái có hơi chút màu trắng. Nào, lại đây. Huynh coi cái này nè, không hề có vết máu chảy, nhưng lại có vết tụ tím xanh, là hiện tượng tim bị ngừng đập đột ngột chứ còn gì nữa. Nhìn đi, tim là điểm quan trọng, mọi việc và thức tình lục dục của con người, từ đại bi đại hỷ, đại kinh đại nộ, đều có thể làm tim ngừng đột ngột. Nhưng mà cái người này rõ ràng không thuộc vào loại người đó, mạch máu thì lại đột nhiên bị đứt trong cái thời gian cực ngắn luôn, rất nhanh đó. Ta không hiểu. Cho mượn cái tay tí xíu đi. Thử đi. Cảm thấy thế nào? Dớ dẫn, đau. Ê, thì chính là như vậy đó. Một người khỏe mạnh bình thường, tim mạch toàn thân tự nhiên lưu thông, nhưng mà cố ý điểm vào một số huyệt đặc biệt kích thích nó sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch. Tâm trí của người đó ha, sẽ bị mất phương hướng đó. Sau đó hả, là đến hành động của bản thân. Ý người nói là thuật con rối vẫn lưu truyền trong nhân gian, có người lợi dụng việc đó để gây án sao? Anh hùng ý kiến giống nhau. Quốc trị đại nhân, huynh nghĩ được như vậy chắc sẽ không vì kiện tôi quỷ hoại thi thể mà bắt tôi lên quan phủ truy cứu nữa chứ. Vậy nội tạng tử thi bị trộm, ngươi sẽ giải thích sau đây? Trời ơi, nếu không ai nhìn thấy kẻ trộm á, thì đó là vụ án không có kẻ chủ mưu. Trong thành Trường An lại có vụ án ma, bởi vậy chỉ có thể đổ hết lên ma quỷ thôi, đúng không? Tên yêu đạo nhà ngươi quỷ kế cũng nhiều lắm, nhưng mà ngươi nghe rõ đây, nếu có một ngày nào đó bổn quan phát hiện ra ngươi đứng đằng sau giật dây vụ án này thì... Đại nhân muốn sao cũng được hết. Tên yêu đạo nhà ngươi cũng thích lo chuyện bao đồng lắm. Thật ra thì tôi có một sở thích, những chuyện kỳ quái trên đời này Lý Mỗ đều rất có hứng thú. Thường nghĩ mà coi, đời người kéo dài những 100 năm đó, nếu không tìm hiểu những chuyện thú vị chỉ sống qua ngày như vậy, không phải rất vô vị sao? Ngoài ra tôi còn có một sở thích khác đó nghe. Nói. Ngân lượng. Tình yêu đạo nhà ngươi chỉ biết có tiền đúng không? Nè, không nói chuyện tiền nữa, hãy nói chuyện thuật con rối trước đã. Mau nói. Không đi. Nói. Tại sao? Ngươi cũng nên đi rồi. Cái gì? Đại nhân. Ê, đại nhân à, ở đây không có đại nhân nào cả, chỉ có quan khách thôi. Đại nhân, ngươi làm à, gì vậy? Đại nhân, xông vào bậy bạ mà. Đại nhân. Nè, à, ngươi làm gì vậy? Đại nhân à, được rồi, đại nhân xông vào. Tránh ra, làm gì không vậy? Được vô lễ. Tránh ra. Đại nhân.
có chuyện gì sao hốt hoảng vậy? Đại nhân, không xong rồi. Vừa rồi Du đại nhân sai người đến báo nói đại tướng quân ông ấy. Ông ấy làm sao? Ông ấy chết rồi. Cái gì? Ngươi muốn nói là tướng quân Tạ Ứng Long của quân vệ phủ chúng ta sao? Không thể nào. Chính là Tạ Ứng Long tướng quân của chúng ta, sáng hôm nay mới phát hiện ra. Mau đưa ta đi. Dạ. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Thiệt tình. Nhìn thấy chủ nhân cười như vậy, biết ngay ngài lại sắp giở trò rồi. Quá hay quá. Hay, hay lắm. Quận chúa giỏi, quận chúa giỏi quá. Hay, đúng hay đó. Lắm. Quận chúa, quận chúa à, quản gia, lại xảy ra chuyện gì phải không? Dạ phải, bẩm quận chúa, Tạ Ứng Long tướng quân đã bị người ta giết rồi. Đầu tiên là Thôi Thúc Thúc, nay đến lượt Tạ Thúc Thúc. Xem ra hung thủ thực sự nhằm vào phủ quận chúa chúng ta. Tình hình thế nào rồi? Người của quân vệ phủ đã đến kịp lúc và bắt ngay hung thủ tại hiện trường. Bắt được hung thủ? Tuyết Nhi, thay quần áo, chuẩn bị dạ. xe. Quận chúa muốn đi xem sao? Lần này nếu không đi nữa, thật sự bọn chúng sẽ xem thường phủ quận chúa. Cánh đường đi, cánh đường đi. Sao có chuyện như vậy xảy ra? Du huynh, bất kỳ lão đệ. Ôi trời có kìa. Sợ quá. Du huynh, Tà tướng quân sao lại như vậy? Bất kỳ lão đệ, hôm nay đến lượt lão Du ta lập công rồi đây nha. Lão đại xem, hắn ta chính là hung thủ giết chết Tạ tướng quân. Cũng tại tên tiểu tử đó xui xẻo nên rơi vào tay của lão Du ta. Đi xem sao. Đi đi. Nè, ngoan ngoãn, ta không có giết người mà. Ta không có. Im ngay đi. Ta không có. Bình tĩnh đi. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Du huynh, là người này sao? Chính là hắn đó. Sao huynh nhận định hắn chính là hung thủ? Tôi quân kỳ lão đại. Đêm qua ta đi tuần trong thành, lúc rạng sáng ta đến chỗ này, đột nhiên nhìn thấy tên đột quyết này đang nằm ngủ ở đây. Nhất định là hắn là hung thủ giết chết Tạ tướng quân của chúng ta rồi đó. Người không phải do ta giết, ta không có giết người, ta bị quan thật mà. Ta người bị quan đó. Người bình tĩnh chút đi Du huynh, chỉ như vậy mà phán đoán người ta là hung thủ được sao? Quân trị lão đệ, để nhìn bộ dạng hung thần ác quỷ của hắn ta đi. Chẳng lẽ hắn không giống hung thủ sát nhân hay sao? Chẳng lẽ trông giống hung thủ thì là hung thủ sao? Du huynh, để có một thỉnh cầu. Mời nói. Xin hãy giao người này cho ta điều tra. Giao cho lão đại hả? Phải. Nhưng mà hung thủ là do ta bắt được mà. Du huynh, để thấy vụ án này không hề đơn giản đâu. Để muốn điều tra tìm chứng cứ, như vậy mới có thể phán định được anh ta có phải là hung thủ giết Tạ tướng quân hay không. Quốc trị lão đệ, nếu chiếu theo quân kỷ thì lão đệ muốn giành công này, lão ca ca cũng phải hai tay dâng cho đệ. Du huynh, huynh hiểu lầm rồi. Quốc trị không hề muốn tranh phần công lao, chỉ là vụ án này vô cùng cấp bách. Cố đại nhân. Mạc tướng tham kiến. Không cần âm ỉ. Dạ. Đúng là đáng sợ thật. Trời ơi, là có người chết nữa. Thiệt là thê thảm quá đi. Đúng vậy. Biết sắp tới có chuyện gì xảy ra thì không nữa đó. Ai đã giết Tạ Thúc Thúc? Khởi bẩm, khởi bẩm đại nhân, Mạc tướng đang điều tra hiện trường. Xin đại nhân yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ. Không cần nói nhiều,
Chỉ cần ngươi đảm bảo điều tra hung thủ thật sự, bắt hắn phải đền tội, vậy coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặt tướng hiểu. Đại nhân à, hung thủ đã bắt được rồi, nhìn xem nè, hắn nè, đó, chính là hắn đó. Ta không có giết người, ta. Khởi bẩm đại nhân, người đàn ông này đúng là đêm hôm qua có ngủ tại chỗ này, nhưng mặt tướng cho rằng không phải như vậy, mà phán quyết hắn ta là hung thủ. Có gì mà không phán quyết được chứ? Người xem, vừa nhìn đã biết hắn là một tên hung thần ác bá rồi. Trời ơi, loại du côn dị tộc này tốt nhất nên giao cho nha môn dùng đại hình tra hỏi hắn. Giao cho nha môn đi. Người đâu, đưa hắn đi. Quan quá, tôi không phải là hung thủ, người không phải là do tôi giết, tôi không có giết người. Hung thủ không phải người ta đâu. Sao vậy? Không phải anh ta vậy là ai? Sao không phải là anh ta chứ ai? Đúng đó, vậy là ai? Đi vậy. Thuật sĩ giang hồ. Ê. Ê. Đứng lại. Ê. Ngươi là ai? Người qua đường thôi. Người qua đường? Người qua đường mà dám ở đây ăn nói tùm lum à? Wow, thì ra quan phủ làm việc như vậy chỉ bởi vì ngủ một giấc ở gian đường mà bị định tội là hung thủ giết hại mệnh quan triều đình. Đúng thiệt là thời thế thay đổi, coi mạng người như cỏ rác vậy mà. Người nói lung tung cái gì vậy? Ai xem mạng người như cỏ rác chứ hả? Quân gia không cần phải tức giận, thảo dân có nói đích danh là ai đâu, có phải không hả? Ngươi lại là ngươi. Ê, vị công tử này đúng thiệt có duyên nha. Quan phủ phá án, người đi đường như ngươi đến gây thêm chuyện sao? Ta thấy là ngươi nên đi tìm nơi khác để khoe khoang những điều nhảm nhí ngũ hành số mệnh hay đoán hung đoán cát của nhà ngươi đi. Không phải, nếu không thêm chuyện làm sao có thể điều tra xem người này có phải hung thủ thật hay không chứ? Chẳng lẽ đó không phải là coi mạng người như cỏ rác hay sao hả? Hơn nữa, các hạ chẳng phải cũng là người nhàn rỗi sao? Công tử, ngươi to gan dám vô lễ với công tử của nhà chúng ta sao? Nè, tại hạ chỉ có sao nói vậy thôi. Đối với vụ án này mà nói, ta với huynh chẳng phải đều là người rảnh rỗi hay sao? Nhàn rỗi? Tên yêu đạo này không muốn sống nữa sao? Tạ tướng quân là tướng cũ của bổn công tử, ta chỉ là quan tâm đến vụ án. Ê, vụ án nó có quan phủ điều tra, trừ phi công tử có sự hoài nghi đối với triều đình. Ngươi, tên thuật sĩ giang hồ nhà ngươi dám nói những lời đó với bổn công tử à? To gan. Ngươi á, ngươi dám sỉ nhục đại nhân giữa đường. Ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta. Dạ. Khoan đã. Khoan hả? Ngươi chính là Lý Thuần Phong. Chính là Lý Mỗ. Ngươi nói người này không phải là hung thủ, ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi còn chưa chết, hung thủ ở đâu ra? Đúng là hoang đường mà. Lão du ta theo binh nghiệp đã mấy chục năm rồi, chẳng lẽ người chết hay chưa ta còn không biết chứ? Người nói vậy chỉ là muốn giải thoát cho hung thủ thôi. Vậy thì cược đi. Cược sao? Cược như thế nào? Nếu Tạ tướng quân chết rồi thì mọi người có thể định tội cho người này, và Lý Thuần Phong tôi cũng nguyện cùng chịu tội với anh ta. Được. Nếu Tạ tướng quân chưa chết, không chỉ là thả người này ra, mà lúc đó người muốn sao ta cũng sẽ đồng ý. Ê, công tử. Nhưng mà nếu ngươi thua rồi, ngươi sống hay chết cũng không được oán trách. Được. Mong rằng tới lúc đó đừng có hối hận nha, công tử. Quá ngông cuồng. Nè, ngông cuồng ít ra vẫn còn tốt hơn những người coi mạng người như cỏ rác. Vụ quyết án ở thành Trường An giao cho những người này, chân tướng ác hẳn sẽ không thấy tăm hơi. Chuyện cấp bách trước mắt đó là tại hạ sắp xếp việc hồi sinh Tạ Ứng Lâu tướng quân đây nè. Được, ngươi cần sắp xếp thế nào bổn công tử cũng đều đồng ý. Để phát huy được thuật phục sinh, cần có một nơi lập pháp đàn, một căn phòng trống, bên ngoài cầu khấn, bên trong làm phép, có được không vậy? Các người mau chóng thu xếp. Dạ. Hai người đi chuẩn bị đi, nhanh lên đi. Dạ đó. Đi. Dạ. Hmm.
Ta thấy quốc trị đại nhân khí tiết lẫm liệt ha. Làm hộ pháp hợp quá trời luôn. Cái gì? Còn vị Du đại ca này thì cái tướng y chang thầy Mo. Ta làm cái gì vậy? Tướng quân mà sao làm thầy Mo rồi? Bớ vậy? Không hiểu luôn. Thiền linh linh, đệ linh linh. Nè thầy Mo đại nhân, múa đi. Hay. Thiền linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiền linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Nè 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 nè, ông không thành tâm như vậy. Nếu tà đại nhân không thể hồi dương, Lý Mỗ không nhận mình thua đâu nghe. Thiền linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh. Hãy làm theo lời hắn ta nói. Công tử, thuộc hạ là lão binh đại đường, như vậy còn ra thể thống cái gì nữa? Làm theo lời hắn ta nói. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Thiên linh linh, đệ linh linh, dạng phương thần linh mau hiển linh. Đại đỡ, Du huynh, thứ lỗi tiểu đệ vô lễ. Chuyện này đại nhân đã quyết định rồi, huynh không được làm gì lỗ mãn. Cái gì chứ, đã một canh giờ rồi. Tên họ Lý đó to gan ngông cuồng. Để xem, hắn dám đùa giỡn với tất cả chúng ta. Hắn mà đùa giỡn với lão phu đây á, ta sẽ chém cho hắn một đao. Bình tĩnh tí xíu đi. Ta tướng quân ông ấy đã hoàn hồn rồi nè. Bộ không tin hả? Vô coi thử đi. Quốc trị đại nhân, đơn thuốc tôi để trên bàn, cứ cắt thuốc theo đơn. Hàng ngày tới giờ tí là lúc dương khí trong người mạnh nhất thì cho uống đi. Trong vòng 3 ngày không được di chuyển. Đợi sau 3 ngày nữa sẽ khôi phục như bình thường thôi. Được. Thần tiên, Lý tiên sinh đúng là thần tiên. Xin thứ tội cho Du lão đệ có mắt mà không có trọng đã bảo phạm tới thần tiên. Được rồi. Được rồi, Du huynh, mau đứng lên đi. Mau ra ngoài nói với mọi người, tà tướng quân đã hoàn hồn rồi. Tà tướng quân đã hoàn hồn rồi. Công tử, tà tướng quân thật sự đã hoàn hồn rồi. Thả người. Dạ. Đại nhân, ông ấy, tà tướng quân thật sự sống lại rồi. Quốc trị đại nhân, vào trong coi thử đi.
huynh còn nhớ xác chết không đầu tại nghĩa địa đêm hôm đó không? Quá ra là ông ấy. Công tử à, xin lỗi, gián cược này Lý Mộ đã thắng rồi. Theo quy ước của gián cược này, Lý Mộ sẽ đi lấy tiền. Không được. Lùi xuống. Bốn công tử đánh cược thì cũng nhận thua. Được. Nói đi, ngươi muốn gì đây? Nhìn khắp người công tử thì cái này à, cái này tại hạ cảm thấy vật này có giá trị nhất. Lý Mộ thất lễ rồi. Hồi phủ. Ê, thì ra sao là con đường vậy? Là nữ nhi đó. Quá đi. Là con gái. Thấy mà. Chà, thật là xinh đẹp đó. Tôi có thể cứu mạng của Tạ tướng quân, thật ra chỉ có một nguyên nhân thôi. Nguyên nhân gì? Đó là do ông chưa có chết. Ông ấy chưa chết sao? Ừ. Không đúng. Ta đã từng sờ vào mạch tượng của ông ấy. Đó là bởi vì mạch của ông ấy đã bị người ta chặn lại rồi. Bởi vậy nên mới dẫn tới hiện tượng chết giả nè. Huynh còn nhớ thuật con rối mà tôi từng nói hay không vậy? Còn nhớ. Hai cây kim này nè, có một cây được cắm vào quyệt trung sung của Tạ tướng quân đó, còn một cây được tìm thấy trong tim của xác chết, xác chết những thi thể ở dưới chân thành đó. Nếu như tôi đoán không lầm, trong cơ thể của Thôi tướng quân đã mất cũng có một cây kim giống y chang vậy, dùng thủ pháp đặc biệt là phong tỏa kinh mạch, làm cho khí huyết ứ động tạo thành hiện tượng chết giả, sau đó dùng thuốc và âm thanh để khống chế tinh thần, sai khiến người đó trở thành công cụ giết người. Đây mới chính là thuật con rối thất truyền đã lâu, và đó là bí mật người chết sống lại đó. Bình Dương công chúa, tên gọi là Lý Tam Nương. Công chúa tính tình cương nghị, gan dạ hơn người. Hả? Nè, để ta nói tiếp về Bình Dương công chúa. Bà là nữ trung đại hiệp võ công cái thế đó. Đáng tiếc bà đã mất sớm. Thái Thượng Hoàng quyết định tổ chức tang lễ theo quân đội. Wow, là phụ nữ nghe, mà được tổ chức mai táng theo nghi thức của quân đội trong các triều đại, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Vì chuyện này mà đương kim hoàng thượng và trường tôn hoàng hậu rất yêu quý Phất Vân đó, đã sắc phong là Phất Vân quận chúa. Trong kinh thành truyền tụng vẻ đẹp của quận chúa có thể sánh ngang với phu nhân Mạc Tà năm xưa đó. Nói cũng phải. Ta thật không ngờ ngươi cũng biết không ít chuyện của hoàng gia ha. Đương nhiên rồi, ta còn biết. Thiếu quý quân vệ phủ Quốc Kỳ Phương bái kiến quận chúa. Tiểu dân Lý Thuần Phong bái kiến quận chúa. Thiếu quý Lý tiên sinh, mời hai vị ngồi. Hai vị là khách quý của bổn phủ, không cần phải đa lễ. Mời. Lý tiên sinh đã cứu mạng Tạ thúc thúc. Ta rất mong Lý tiên sinh có thể chỉ giáo thêm
về vụ án này. Chỉ giáo thì không dám, nhưng mà hiếm có dịp được quận chúa coi trọng, tại hạ mà từ chối thì bất kính rồi. Thật to gan, ngươi dám vô lễ với quận chúa. Phất Vân tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng biết phàm là các giang sĩ đều coi tiền bạc như khói mây thoáng qua. Tiên sinh là nhân tài, Phất Vân vì muốn cảm tạ tiên sinh đã từng cứu mạng Tạ Thúc Thúc, cho nên đã chuẩn bị một ít ngân lượng. Trời ơi, quận chúa đã nói như vậy, tại hạ đành phải nhận số bạc này rồi. Lúc này quận chúa cảm thấy hứng thú nhất có lẽ là vụ án xảy ra đối với hai vị tướng quân Thôi Nguyên Khởi và Tạ Ưng Long, có đúng không vậy hả? Đúng vậy. Hai vị Thôi tướng quân và Tạ tướng quân trước kia là tướng lĩnh của Dạng Đế Tiền Triều, cũng là thuộc hạ của Ngụy Kỷ. Ngụy Kỷ Diễn chinh đóng quân tại Tây Dực, hai người họ đã dẫn quân phản lại và giết chết Ngụy Kỷ, sau đó tham gia vào đội quân Lương Tử Quang của mẫu thân ta. Không biết quận chúa có biết hai vị Thôi Tạ tướng quân phản lại Ngụy Kỷ là vì một việc hay không hả? Ngụy Kỷ khi đóng quân tại Tây Dực thì vô tình phát hiện trong một bộ sách kỳ lạ, trong đó có vẽ kinh lạc của cơ thể, nhưng mà chữ viết lại không có ai đọc được hết. Bộ sách đó chính là sách viết tay thuộc con rối tuyệt tác đã thất truyền từ lâu. Sách viết tay thuộc con rối? Ngụy Kỷ cho rằng đó là sách trời, nên đội đem về Đông Đô Lạc Dương để dâng bộ sách này lên Dạng Đế Dương Phản. Không ngờ hành quân mới được có nửa đường thì bị hai vị Thôi Tạ tướng quân tạo phản. Mà mục đích tạo phản chính là hai vị tướng quân muốn đoạt lấy kỳ thư để làm lễ vật dâng lên chủ mới. Những chuyện này quận chúa không biết đã từng nghe qua chưa? Những chuyện cũ này sao tiên sinh lại biết được? Nhàn rỗi không có việc gì làm, vô tình gặp được Tiền Tùy Vật Bộ, bởi vậy đã đọc rất tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trong đó. Tiên sinh quả thật uyên bác. Phất Vân xin mạo muội hỏi một câu, tiên sinh thật sự là đã phát hiện ra manh mối chữ viết tay thuộc con rối từ Tiền Tùy Vật Bộ sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Là bởi vì cuốn sách viết tay thuộc con rối có chữ viết kỳ lạ đó đã từng được một ẩn sĩ nhìn thấy. Dựa vào sự hiểu biết quân mấy đối với văn tự đang thư viết tay đó, ông ta nhận định cái bản viết tay này là bản gốc của thuật con rối đã thất truyền từ lâu. Đang thư văn tự là gì? Tiên sinh có thể nói rõ hơn được không? Được. Xin hỏi quận chúa có bút mực đây không vậy? Xin mời sang bên kia. Đan thư văn tự vốn là bí truyền của đạo gia, nó biến hóa từ ghi chép cửu phù, cho đến ngày nay nó cũng chỉ có những đạo sĩ già sử dụng. Những người biết loại chữ này hiện nay đang rất ít. Chẳng lẽ đây là quỷ quả phù ở trong truyền thuyết hay sao? Quốc trị à, huynh hiểu như vậy cũng không có sai. Còn chỉ ẩn sĩ kia, sau khi xem hiểu hết những chữ viết đan thư trong bản viết tay đó, ông ấy đã không dám dịch lại cho Ngụy Kỷ được biết, bởi vì ông sợ Ngụy Kỷ tâm thuật bất chính, lấy thuật con rối đi hại người ta. Sau đó Tiền Tùy Dương Quảng thực thi chính sách tàn bạo không được lòng dân, triều đình lúc đó đang lâm vào nguy khốn. Quá ra là có chuyện như vậy. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, Phất Vân chưa bao giờ nghe mẫu thân nói về chuyện bản viết tay thuật con rối như lời tiên sinh đã nói. Vậy hả? Liệu có phải là Bình Dương công chúa điện hạ không hề muốn cho quận chúa biết hay không? Đương nhiên là về việc của hai vị Thôi Tạ tướng quân, hướng suy đoán của tiên sinh không hề sai. Chỉ có điều Phất Vân kiến nghị với Lý tiên sinh hãy để tầm mắt nhìn rộng hơn một chút, như vậy mới là tài giỏi hơn người, chứ không phải ai nói gì cũng nghe. Trói chặt vụ án với phủ quận chúa. Hôm mà hai chúng ta nhìn thấy xác chết không đầu tại nghĩa địa đó, cũng nghe thấy tiếng đàn, nhưng mà nhìn từ vết thương của Tạ tướng quân
Ta nghĩ ông ấy chính là người mặc áo đen không đầu mạo danh Thôi tướng quân hôm đó đó. Quân nó không có sai. Nè, Thôi Tạ tướng quân là bạn thân thiết, Ô Dạ Đề chắc chắn cũng nhận ra ông ấy. Sau khi Thôi Nguyên Khởi chết đi, Tạ Ứng Long là người có khả năng tiếp xúc với Hàn Thiết nhận nhất rồi. Mà hình dáng tương đồng, cho nên Tạ Ứng Long hóa trang thành Thôi tướng quân cũng đâu mất nhiều công sức đâu. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề. Đó là tại sao ông ấy phải làm như vậy? Thì bởi vì... Bởi vì cái gì? Ông ấy nhất định đã trở thành con rối rồi. Con rối? Con rối của ai? Sao chẳng nói lý lẽ gì hết vậy? Để nói là tiên sinh không có nhà. Cái chuyện gì vậy? Phải gặp được Lý tiên nè, sinh. Đi coi thử coi. Ta nói là không có nhà rồi, mà. Sao ông ấy là không có nhà? Chung người nhất định phải gặp được ông ấy mới được. Về đi. Đừng gây rối nữa. Tiên sinh không có nhà. Ta nói bao nhiêu lần rồi, tiên sinh không có. Tên đột quyết nhà ngươi đã tha mạng cho ngươi rồi, ngươi còn dám ở đây gây rối sao? Thánh nhân, người đã cứu mạng của tôi một lần, xin hãy nhận của chung quỳ một lại. Trời. Vậy là sao? Có phải chứ, nè nè nè, đứng lên đứng lên đứng lên, không cần vậy đâu ha, đứng lên. Tiên sinh đứng lên đi, kỳ ghê. Thánh nhân à, ông đã cứu mạng của tôi, ông chính là chủ nhân của chung quỳ này. Tôi là một người rất trung thành, có thể vì chủ nhân mà phải rơi đầu cũng được luôn. Ngươi là chủ nhân của hắn sao? Rơi đầu chịu luôn hả? Đúng vậy. Có chắc không vậy? Chắc không? Chắc. Chắc chứ. Nè, ta không làm chủ nhân của ngươi đâu. Ngươi chỉ cần trả lời ta 2 câu là đủ rồi. 200 câu cũng được luôn đó. Được. Vậy ngươi nói ta biết hôm đó ai bảo ngươi tới đây gây chuyện với ta vậy hả? Cô gái đó đến tìm tôi, nói ngài làm nhục cô ấy. Ngươi. Ủa, không có. Còn cho tôi ngân lượng nữa. Cái này. Cái người đó trông như thế nào? Cô ấy trông rất là trẻ, lại rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu xanh nõn chuối. Được rồi, còn gì nữa? Hết rồi sao? Tên đột quyết nhà ngươi đúng là hồ đồ thật đó. Ngươi nhìn người ta xinh đẹp không biết gì hết mà lo chuyện bao đồng sao? Không, anh là tại nè, vì nè, thôi được rồi, được rồi, bình tĩnh tí xíu đi, bình tĩnh đi ha. Tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Vậy cái hôm nhà ngươi ngủ dưới đất đó, có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không vậy? Hả? Đặc biệt hả? Đúng rồi. Không có. Trời ơi, cố gắng nhớ lại giùm cái đi. Đặc biệt. Hôm đó tôi rất là vui. Tôi uống rất đúng là rồi. Nhiều rượu. Đúng rồi. Tôi thấy vô cùng chóng mặt. Đúng sau rồi, đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi mới đi đúng lại rồi. Ở trên phố và ngã xuống. Ngã xuống rồi thì hết biết cái gì luôn. Sau đó thì sao? Họ mới trói tôi lại. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Hết thật rồi. Trời đất ơi. Hai người muốn làm gì hả? Không làm gì cả. Chúng tôi không có làm gì cả. Chúng tôi không có làm gì cả. Chúng tôi không có ăn ý. Dạ. Chung Quỳ à, bình tĩnh để đó cho ta. Bình tĩnh đi. Xin hỏi hai vị là ai vậy? Quỳnh ấy là Hoa Ca, còn tôi là Hồ Lô. Chúng tôi là Sông Hiệp Trường An. Đúng. Sông Hiệp Trường An. Đêm hôm đó chúng tôi cũng có mặt trong cái ngõ đó. Chúng tôi ở trong ngõ đó mà. Có phát hiện cái gì đặc biệt không vậy? Nói mau. Tiên sinh đây đã uống sai rồi ngã xuống đó. Hình như có âm thanh gì đó đó. Tiếng đàn. Đúng rồi. Có người đánh đàn. Đúng. Có người đánh đàn. Sau đó vị tướng quân kia ngã từ trên ngựa xuống. Ta biết rồi. Yêu đầu, ngươi nghĩ xem, hôm Thôi tướng quân xảy ra chuyện, các binh sĩ giữ thành cũng nghe thấy tiếng đàn nữa. Nói như vậy thì lúc Chung Quỳ bị ngã, các ngươi cũng đang có mặt ở đó đúng vậy không? Nói đi, có phải các ngươi cùng ở đó không? Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Cái gì mà đi ngang chứ? Dám đứng ra làm chứng có thể tới hai vị đại hiệp đây, dám làm việc nghĩa rồi đúng không?
À, không không không, không phải đại hiệp. Không không phải. Mà là Sông Hiệp Trường An. Trường An. Ồ, Sông Hiệp, Sông Hiệp. Trời ơi, ngưỡng mộ đã lâu, may mà vẫn chưa xem hai vị hảo hán thành kẻ trộm. Vậy thật có lỗi quá trời luôn ha. Dạ quan, dạ. Mau chuẩn bị cơm rượu cho hai vị Sông Hiệp. Dạ. Còn cái vị tráng sĩ này luôn nhớ tiếp đãi nghe. Lấy nhiều thêm một chút. Đúng. Rượu cũng nhiều một chút nha. Không ngoài dự liệu của ta ha. Lý tiên sinh, mời vào trong. Hình như có âm thanh gì đó. Tiếng đàn. Có người đánh đàn. Đúng rồi, có đúng tiếng rồi, đàn. Đúng rồi, đúng rồi, có người đánh đàn. Nhưng mà nửa đêm canh ba ai lại đi đánh đàn trong nghĩa địa chứ? Sao ngươi vào được đây? Ngươi vào đây có chuyện gì? Ngươi muốn gì chứ? Con rối trong thuộc con rối đã bị tiếng đàn khống chế. Vậy sao? Con rối là phụ, tiếng đàn là chính. Nhị giả hợp nhị, duy nhất phương nhị thuật con rối. Người đang nghi ngờ phất chân ta. Không sai. Bởi vì tiếng đàn của quận chúa với tiếng đàn của Lý Mổ nghe được. Lúc gặp con rối, rõ ràng là cùng một khúc. Lý Mổ không thể không nghi ngờ quận chúa chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc này. Đây là khúc Ngọc Linh Lung, là khúc nhạc do thầy dạy đàn của Phất Chân năm xưa truyền cho. Sư phụ còn có thể truyền cho người khác nữa. Không biết vị sư phụ của quận chúa là vị cao nhân nào ha? Là nghệ nhân thời trước, họ Công Tôn. Nhất khúc châu cầm động tứ phương. Sư phụ của quận chúa là Công Tôn tiên sinh à? Đúng vậy. Nhưng việc này không có liên quan gì tới ông ấy. Tại sao vậy? Vì Công Tôn sư phụ đã qua đời nhiều năm nay rồi.
Vậy xin quận chúa hãy nói ra nguyên nhân lợi dụng thuật con rối để gây ra vụ quyết án kinh thiên động địa này. Tại sao ta phải làm vậy chứ? Tạ Thúc Thúc và Thôi Thúc Thúc là người nhìn thấy Vất Dân lớn lên giống như trưởng mối của ta. Tại sao ta hãm hại họ? Hơn nữa là những người bị hại đó không thù không oán với Vất Dân, sao ta phải giết họ? Người nói đi, người nói đi chứ. Quận chúa có nhận ra vật này không? Vất Dân không nhận ra vật này. Nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ ta, bây giờ có thể đi báo quan. Nè, Lý Thuần Phong, ngươi thật vô lễ. Ta biết chứ. Thất lễ rồi. Nè, tên yêu đạo nhà ngươi, nghe nói ngươi đến phủ quận chúa để chất vấn quận chúa, bất kính như vậy ngươi không muốn sống nữa sao? Cũng may quận chúa không phải là hung thủ. Sao ngươi biết vậy? Bởi vì khúc nhạc quận chúa đánh đúng là giống khúc nhạc ở bãi nghĩa địa của ngày hôm đó chúng ta nghe. Chỉ có điều tiếng đàn do quận chúa đánh thể hiện rõ sự dịu dàng niềm thương cảm đó, còn tiếng đàn khống chế thuộc con rối ha thì đằng đằng sát khí và vô cùng kỳ lạ luôn. Vậy thì sao? Đó chính là cái gọi là khúc điệu giống nhau, diễn tấu khác nhau. Vậy thì sao chứ? Hơn nữa ha, từ trong ánh mắt của quận chúa ta nhìn thấy sự thuần khiết chứ ngây thơ. Hơn nữa. Còn hơn nữa? Trời ơi, nếu cô ấy thật sự là hung thủ đứng đằng sau cổ có thể giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng chẳng phải hiện giờ ta vẫn đứng đây sao? Nếu quận chúa không phải là hung thủ, vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Điều tra án lâu vậy rồi, ta đưa huynh tới đây thư giãn tí xíu thôi, có gì đâu hả? Mình Thủy Cát, đây chẳng phải là nơi của Liễu cô nương sao? Không được, không được. Ngươi không sợ ngươi nhìn ta ăn mặc như vậy, là một mệnh quan triều đình đó, sao có thể đến một nơi ô uế như vậy được chứ? Không được. Nè, nếu nơi này ô uế như vậy, tại sao quan phủ vẫn để nó mở cửa kinh doanh? Đóng cửa là xong rồi, bày đặt nghiêm chỉnh. Đi thôi, giả bộ không? Không được, ngươi đi trước đi. Ta về đây. Đi vô trà án đó. Điều tra án? Ngươi nói thật chứ? Cứ đi vô nghe tôi là được rồi. Công tử vào đi đi. Công tử vào đi. Vào đây. Hai vị công tử đúng là khách quý. Liễu cô nương, lời hứa ngàn vàng làm cho vị huynh đệ này của tôi mong ước đã lâu ngày đêm mong nhớ. Nếu hôm nay không được ngắm dung nhan, chỉ sợ là nỗi tương tư này sẽ thành bệnh thôi. Làm gì vậy? Lúc mà cửa huynh còn kêu tôi chậm chạp đến đây rồi, huynh câu nệ như vậy, nói đi. Cô nương à, từ lần gặp trước ta đã hết lòng cảm mến cô nương rồi. Đúng thật là một ngày không gặp như là ba thu. Bởi vậy hôm nay ta đến đây để thăm cô nương. Vậy mới phải chứ. Hai vị công tử hào phóng phong lưu, đó là phúc phận của tiểu nữ.
Hai vị công tử mời ngồi. Tạm thời dùng ít trà nữa. Được rồi. Thiếu nữ bất tài, tạm đánh một khúc nhạc để hầu hai vị công tử. Chỉ sợ tài nghệ hèn mọn, làm trò cười cho các vị thôi. Trời ơi, như vậy tốt quá. Không biết cô nương đánh sở trường nhất là khúc nhạc nào vậy? Thiếu nữ bất tài, sở trường cũng chỉ có mấy khúc nhạc. Không biết công tử muốn nghe khúc nhạc nào? Ngọc Lung Linh, cô nương có biết không? E là phải làm công tử thất vọng rồi. Khúc nhạc mà công tử nói, tiểu nữ chưa bao giờ nghe thấy. Không sao. Vậy cô nương tùy ý đàn một bài nghe. Không sao đâu. Bữa nay làm gì nóng dữ vậy ta? Người chuyên tâm nghe đi. Ây trời ơi. Ây trời, người làm gì vậy? Thì nóng chứ còn gì nữa. Người ngồi yên nghe đi, tâm tình tự nhiên sẽ mát thôi mà. Cô nương à, cô thấy chiếc khăn này của tôi làm sao hả? Tiểu nữ đàn dở rồi. Cô nương không cần quá khiêm tốn. Nếu nói về đánh đàn, cô nương là người đánh đàn giỏi nhất ở Minh Thúy Cát này rồi. Lý công tử quá khen. Tài nghệ đánh đàn của tiểu nữ nếu so với ân sư thì rõ ràng không đáng được nhắc đến. Ủa, kỹ thuật đánh đàn của cô nương hết sức điêu luyện, thiết nghĩ tài nghệ đánh đàn của lệnh sư Công Tôn tiên sinh vô cùng kinh ngạc, không biết có duyên được thưởng thức hay không đây. Các chủ đang mang trọng bệnh, luôn tịnh dưỡng, nhiều năm nay chưa nói đến quan khách bên ngoài, mà ngay cả các đệ tử cũng chưa được gặp. Như hôm nay có thể gặp được truyền nhân của đại sư, xem ra thì cũng coi như được toại nguyện rồi còn gì nữa. Lý công tử quá khen, ngũ nương hổ thẹn không dám nhận. Sau khi Thôi tướng quân qua đời, cái chỗ này cũng thấy lạnh lẽo nhiều ha. Đúng vậy, mấy hôm trước tiểu nữ mới nghe được tin tướng quân qua đời. Liệu cô nương chắc hẳn rất đau lòng, có phải không vậy hả? Nhân sinh ngắn ngủi, có ai không phải trải qua chứ. Nhưng đối với Minh Thúy Cát mà nói, cứ cho là ơn sâu tựa biển thì cũng chỉ là để lại chút phiền muộn mà thôi. Trời ơi, ngũ nương à, Đông Thư Mã Chúc Thọ thân mẫu mời cô nương đến đó. Ngũ nương đi ngay. Thật ngại quá, tiểu nữ quên mất việc này. Nhìn vị công tử xin thứ lỗi. Liễu cô nương à, cô xem huynh đệ chúng tôi mới ngồi đây chưa lâu, cô đã phải đi rồi. Trời ơi, người ta là Chúc Thọ, là việc đại sự hơn nữa, cô hẹn trước rồi chứ bộ, đúng vậy không? Chúng ta hà tất làm khó người ta. Ngồi xuống đi. Nhưng mà cô nương có thể cho phép hai chúng tôi ngồi lại trong phòng cô nương một lát để nhìn lại vật, để nhớ người, cũng để xoa dịu nỗi đau của vị huynh đệ này không vậy hả? Tiểu nữ không xem hai vị là người ngoài, hai vị mời tự nhiên. Dạ mời tự nhiên. Yêu đạo, sao ngươi biết Liễu cô nương có quen với Thôi tướng quân hả? Thôi tướng quân là ai vậy hả? Thôi Nguyên Khởi tướng quân. Thôi tướng quân có để lại thư tay ở nơi này, ta mà không biết quan hệ của hai người này, ta là kẻ ngu đần rồi. Người coi đi, Tòng quân có khổ có vui, nhưng hỏi Tòng theo ai? Mở đất 3000 dặm, đi về nhanh như bay. Khởi. Thôi tướng quân nổi tiếng bởi thư pháp. Quân coi nè,
bức tranh này nét chữ vẫn còn mới. Cái này mới được viết gần đây thôi. Lấy việc tòng quân giết tận hồng nhan tri kỷ, đây chính là cách làm của những người theo nghiệp binh. Huynh nhìn thử kỹ đi, cái chữ này viết rất hùng hồn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chữ viết của danh nhân gì đó. Xem ra chữ của Thôi tướng quân này đối với Liễu tiểu thơ thật sự tình sâu nghĩa nặng. Yêu đạo, người quả nhiên lợi hại. Có phải trước khi đến đây người đã biết về bức tranh chữ này? Đương nhiên không phải rồi, cái này phát hiện bất ngờ thôi. Thế công tử quá khen, ngũ nương hổ thẹn không dám nhận. Lý mộ đến đây mới nhìn thấy, vốn dĩ đến là vì Liễu cô nương. Liễu cô nương? Ừ, người đẹp như Liễu cô nương á, nếu như phải lau mồ hôi á, thì dùng cái gì để lau hả? Người tưởng ta không biết à? Một cô nương lau mồ hôi, nếu không phải dùng khăn thấm mồ hôi thì sẽ dùng khăn tay. Đúng vậy, nhưng mà hôm gặp Liễu cô nương lần đầu trên phố, sao lại dùng ống tay để lau mồ hôi mà không dùng cái khăn giống như vậy? Hứ? Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Ý người muốn nói là chiếc khăn tay bị rơi ở nghĩa địa hôm đó chính là của Liễu cô nương sao? Nè, yêu đậu, ta vẫn chưa hỏi xong người bỏ đi rồi. Nè, yêu đậu, hả? Người đợi ta đã nào, từ từ thôi. Nói rõ mọi chuyện đã, ta vẫn có một số chuyện chưa rõ. Ngươi nghi ngờ Liễu cô nương này à? Nhưng nếu hôm đó cô ấy gặp con Ô Gia Đệ vô tình đánh rơi khăn tay này, như vậy cũng bình thường thôi mà. Vậy ta hỏi Quỳnh nghe, với con Ô Gia Đệ, một con ngựa nổi tiếng thông minh, trên phố lúc đó có bao nhiêu người như vậy, tại sao con Ô Gia Đệ lại đuổi theo có một mình cổ thôi mà không phải người khác? Đúng vậy. Ừ. Nói vậy Liễu cô nương là hung thủ sao? Cô ấy không phải. Cô ấy không phải đâu. Người đứng lại đã nào, cô ấy không phải đâu. À, cô ấy cũng không phải. Đúng lúc vô tình gặp phải Ô Gia Đệ. Ừ. Ta hiểu rồi, hung thủ thật sự đứng đằng sau cô ấy, đúng không? Không sai. Vừa rồi có người cố ý điều Liễu cô nương đi, chính vì sợ chúng ta biết quá nhiều bí mật. Đi thôi. Ê, à, đi đâu chứ, người đâu có nói. Trời ơi, đến Đông Trương Mã Phủ tìm Liễu cô nương. Ồ, được. Cô đến đó mà có, đâu. Đừng có trách tôi đó kìa. Chúa, quận chúa. Quản gia, tình hình sao rồi? Người lão nô phái đi về bẩm báo Lý Thuần Phong và Quốc Kỳ Phương đến Minh Thúy Cát, chỉ một lát là đi luôn à. Sau đó thì sao? Sau đó cùng nhau đi về Tùy Ý Lâu. Hai người này đang làm trò gì vậy? Quận chúa, hai người đều đi nghỉ đi. Dạ. Người nói đúng rồi, cô ấy quả nhiên không có ở Tôn Tư Mã Phủ. Nếu như vậy, kẻ đứng đằng sau nhất định là không muốn để cho chúng ta tìm được manh mối từ Liễu Ngũ Nương. Hình như chúng ta đang lầm lẫn cái gì đó. Nhầm lẫn? Người có thể thao túng thuật con rối để làm chuyện phi pháp, liệu có thể là người bình thường không vậy? Tất nhiên không phải kẻ tầm thường rồi. Nhưng mà lại dùng đến cách lộ liễu sơ hở như vậy để điều Liễu Ngũ Nương đi, như vậy không cảm thấy hoang đường hay sao? Đúng vậy, đúng là có vấn đề. Giờ tha để bắt thật. Ừ, huynh còn nhớ không vậy? Trong lòng bàn tay của Thôi Nguyên Khởi có viết tên của ta hay không? Nè, đúng vậy. Chẳng lẽ người đứng đằng sau đó, ngay từ khi vụ án bắt đầu xảy ra, đã muốn để cho người biết chuyện này? Bây giờ thì Lý Mổ đã hiểu rồi. Hóa ra nó là ám hiệu thôi. Ám hiệu đó, ám hiệu đó, hiểu không? Như vậy thì đó là ám hiệu gì chứ? Ám hiệu đi ngủ. Buồn ngủ quá. Cái gì? Ám hiệu đi ngủ? Ôi trời, vậy là sao? Sao có thể ngủ được? Bây giờ vụ án mới bắt đầu có manh mối thôi. Nếu không điều tra tới cùng sao có thể phá án được? Nếu ngươi không muốn tiếp tục điều tra, ta vẫn phải điều tra thôi. Không thể để chân tướng vụ án trên trời rơi xuống được. Ê, vậy thì đơn giản rồi, sao về ngọn ngày mai gặp lại thôi rồi. Ê, nè, yêu đậu, ngươi chặn ta làm gì chứ? Ta đang tìm hắn mà. Chủ nhân nhà tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Sau giờ ngọ ngày mai sẽ gặp lại.
chủ nhân mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Chưa, chưa. Màn thầu đây, màn thầu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. U gia đệ. Nè, yêu đậu. Ê, Quỳnh đến rồi hả? Cầm giúp ta cái này. Không được cử động. Nào đứng im, không được cử động. Đứng im, đứng im. Đứng im ha. Được rồi, đứng im đi. Sao Quỳnh tới sớm quá vậy nè? Hả? Ê, trời, ta không đợi tới sau giờ ngọ được. Ô gia đệ lại xuất hiện rồi kìa. Vụ án này có đột phá mới. Hơn nữa trong góc quốc có một người rất... Trời ơi, ngươi nghe kỹ những lời ta nói nè. Trong góc quốc có một người rất khả nghi. Vừa rồi đứng trong góc quốc thám thính, khi ta phát hiện ra người này, hắn ta liền lập tức lặn mất tâm luôn. Trời ơi, nhìn thấy ô gia đệ, Lý Mỗ có thể khẳng định vụ án ma Trường An sắp được sáng tỏ rồi. Chúng ta ăn cơm đến giờ thân thì đi. Ê, khoan đã, lát nữa chúng ta đi đâu? Việc gì cũng phải có đầu có đuôi, nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc mà. Vụ án này bắt đầu ở Lý Thuần Phong thì bắt buộc phải do Lý Thuần Phong kết thúc đó thôi. Nè, yêu đạo, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không vậy? Nè, quận chúa phải đích thân người đi sao? Giờ ta phải đi tùy ý lòng một chuyến, xem tên Lý Thuần Phong đó rốt cuộc đang giở trò gì. Người nhất quyết phải đi, hay để quản gia tìm vệ sĩ hộ giá? Không cần, nhiều người càng làm lỡ việc, càng làm cho tên thuộc sĩ giang hồ kia coi thường phủ quận chúa chúng ta. Nè, tiếp theo phải làm gì đây? Trời ơi, đi thôi. Được. Yêu đạo, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện được không vậy? Huynh còn nhớ cảnh chiếc xe ngựa chở thi thể và kỵ sĩ không đầu xuất hiện thần bí trong đêm hôm đó không vậy? Đương nhiên nhớ rồi, làm sao quên được. Binh sĩ ở trong thành vẫn nói nghĩa địa này thường xuyên xuất hiện ma đó. Xác chết có biến mất, nếu ma quỷ không quấy nhiễu thì chắc chắn có cơ quan khác rồi. Cơ quan gì? Giờ nó hiểu rõ hơn tôi, đi theo nó là được. U gia đệ tuy là quan trọng, nhưng mà những gì chúng ta điều tra ra cũng đã cung cấp không ít manh mối cho vụ án ma Trường An, công lao cũng không thể bỏ qua. Hóa ra ám hiệu mà người nói không phải là đi ngủ phải không, mà chính là đợi con người này xuất hiện. Đúng vậy. Sao ngươi không chịu nói sớm vậy? Đợi một lát đi. Quỳnh xem, chắc chắn là nơi này. Chắc là nơi này hả? Sau đó thì sao? Người đợi thôi. Lại đợi hả? Ừ. Đợi gì nữa? Có lẽ còn có một người nữa sẽ tới đây. Có lẽ còn một người nữa sẽ đến hả? Lại chứ. Tới rồi. Ê, lại ra đây. Quận chúa điện hạ, thuộc hạ Quốc Trị Phương tham kiến quận chúa. Quốc Trị hiệu quý không cần đa lễ. Dạ. Bẩm quận chúa, vụ án ma Trường An do thuộc hạ và Lý tiên sinh cùng nhau điều tra đã có một số tiến triển mới rồi. Hả? Việc này có thật không? Vô cùng chính xác. Hả? Tất cả nhờ vào tiếng đàn của quận chúa chỉ rõ sự mê, nên hôm nay mới có bước biến chuyển này đó. Phất chân không dám chiếm công. Hôm nay ta đến đây chỉ mong đừng xem ta là quận chúa, cứ coi ta như những cô gái bình thường muốn rửa nỗi oan trong gia đình. Như vậy à?
Tôi thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, không tiện ở lâu đâu. Chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Quận chúa, có gì cần nói để sau này nói đi. Ê, Quốc Trì nói đúng nha, ngày tháng còn dài. Nơi này xem ra rất lộn xộn bừa bãi, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa cổ cung chi lý. Cái chỗ này địa thế cao nhất nè, chính là ly quả càng dày. Chắc chắn là chỗ này rồi. Quốc Trì đại nhân, đao pháp của huynh thế nào? Được thúc phụ chân truyền, luyện đao cũng hơn 10 năm. Trên chiến trường tỉ thí võ nghệ ta chưa thua bao giờ. Hay quá, làm ơn chém cái này giùm tôi đi. Có sao không vậy? Không sao. Đi thôi. Sâu dữ vậy ta. Nè, hai người nghe kỹ, không được cách xa tôi 3 bước nha. Hiểu rồi. Hiểu rồi, đi thôi. Đi thôi. Quân chúa cẩn thận. Ừ. Cẩn thận nha. Qua bên kia. Quân chúa, đừng sợ. Trên thực tế, người sống với người chết chỉ khác nhau có hơi thở thôi mà. Quân chúa đừng có sợ gì hết á. Ô, quả nhiên là thuộc con rối ha. Lôi. Công tôn tiên sinh. Sư phụ. Quân chúa à, ông ta không phải sư phụ của người đâu. Giờ ông ta lại. Xem ra đạo chi tiên sinh đã biết ta là ai rồi. Ông chính là công tôn tiên sinh, người đã dùng thuật con rối để thao túng giết người, và chính là người viết tên Lý Mổ trên lòng bàn tay của Thôi Nguyên Khởi. Cái gì? Ông chính là người đứng đằng sau thao túng thuật con rối hay sao? Công tôn xá tiên sinh, đệ đệ của chủ nhân bên Thúy Cát. Công tôn sách tiên sinh. Thật ra mọi chuyện là như thế này. Mấy năm trước do cơ duyên, tôi đã xem bệnh giúp công tôn sách tiên sinh. Lúc đó ông ấy hơi thở yếu ớt, tôi đã phải bó tay. Cứ nghĩ rằng ông ấy chẳng thể sống thêm được mấy bữa nữa. Không ngờ đâu ra một người trong cung đã cứu mạng cho ông ấy. Sau đó thì không biết tung tích cô ấy ở đâu nữa. Cho đến khi quận chúa cho biết công tôn sách mấy năm trước đã qua đời, tôi phán đoán ra chủ nhân của mình Thúy Cát còn có một huynh đệ giống ông ấy y như giọt nước vậy. Có phải hay không? Nhưng sao ngươi đoán được? Người đó là anh em song sinh của sư phụ. Thông qua việc nhìn cốt tướng thôi. Cũng giống như ta. Và thúc phụ Ngô Quốc Công ta có cốt tướng giống nhau.
những việc trước đó đạo chi tiên sinh đã biết rồi. Về những việc sau này, tiên sinh có hứng thú muốn biết hay không? Đương nhiên là có hứng thú rồi. Mời. Được. Nè, quan đỡ, yêu đạo. Như vậy quá nguy hiểm, đừng mắc lừa hắn, ta đi cùng ngươi. Ê, những việc này đều vì tôi mà ra. Do đó hãy để tôi làm rõ chân tướng sự việc. Hai người không cần đi. Tiên sinh mời. Đạo chi tiên sinh mời nhìn lên phía trước. Đạo chi tiên sinh có nhận ra bức đồ này không? Cái này chính là toàn bộ Linh Sư Kinh Lạc Đồ. Không sai. Tại hạ cố gắng cả đời cũng chỉ hiểu rõ năm chương trước. Văn tự đang thư ở hai chương cuối trên bản viết tay, thật sự tại hạ nhìn mà không hiểu. Xin tiên sinh chỉ giáo cho. Tại sao tiên sinh lại biết Lý Mổ biết đọc văn tự đang thư như vậy chứ? Lệnh tôn Hoàng Quán tiên sinh đã từng giải nghĩa bức đồ này cho Ngụy Kỷ. Ta nghĩ lệnh tôn nhất định sẽ đem nội dung trong bức đồ đó truyền lại cho tiên sinh. Nếu không, tại sao tại nghĩa địa tiên sinh có thể dùng tiếng sáo để phá giải tiếng đàn của ta chứ? Những điều tiên sinh biết không hề sai. Vậy Lý Mổ cung kính không bằng tuân mệnh rồi, có phải không? Làm phiền đại chi tiên sinh mời. Quận chúa cẩn thận. Lý Mổ đã dịch xong hết rồi. Tiên sinh đã giải đáp được nỗi nghi hoặc của cả đời ta. Công tôn xá ta chết, có thể nhắm mắt được rồi. Nhưng mà đạo chi tiên sinh, tiên sinh cũng nên nhắm mắt rồi. Vừa rồi khi tôi gặp ông, ông tại sao ông phải làm như vậy? Lý Thuần Phong, ta suy nghĩ mọi cách là vì muốn ngươi giúp ta giải đáp hai bộ Linh Sư Kinh Lạc Đồ cuối cùng. Có nó rồi, ta có thể
thao túng người sống, lật đổ đại đường. Thì ra ngươi là dư đảng của Ẩn Thế Tử hả? Không sai. Năm xưa Thái tử Lý Kiến Thành lệnh cho ta đến doanh trại của Ngụy Kỷ làm nội ứng. Cha của ngươi Hoàng Quán đến giải đáp thuật con rối, sau đó không từ mà biệt, nhưng lại để cho ta nhìn thấy bản viết tay thuật con rối. Bẩm đại soái, thuộc hạ dẫn theo người đi tìm 10 dặm quanh đây cũng không phát hiện ra tung tích của tên ẩn sĩ đó. Đáng chết, tính mạng của bổn soái là nhỏ, làm lỡ chuyện đại sự của bổn soái lớn. Sức khỏe của đại soái đã ngày càng hồi phục, nhiễm bệnh lần này thật ra chỉ là do trong lòng bốc quả mà thôi. Công tôn xa, trong doanh trại có lan truyền tin người rất tinh thông tạp học phương thuật, có phải vậy không? À, thuộc hạ không hiểu ý của đại soái. Người không cần cẩn trọng, bổn soái muốn cho người xem một thứ. Nếu người có thể phá giải sự quyền bí trong đó sẽ có trọng thưởng. Tất cả nghe theo đại soái dặn dò. Hai người lui ra. Dạ. Dạ. Người có nhận ra vật này không? Đại soái. Sau đó hai tên thôi tạ để giết chết Ngụy Kỷ, cướp lấy bản chép tay. Bọn chúng đành phải mời ta đến phá giải. Hai tên phạm phu tục tử lợi ích là mê muội tâm can, sao có thể xứng với thuật cổ bí mật được chứ? Bởi vậy ông mới trốn khỏi quân doanh chạy về Trường An. Đúng vậy. Ta trải qua bao gian nan nguy hiểm quay về Trường An phụng mệnh thái tử. Thật không ngờ đúng lúc này người huynh tử song sinh tình như thủ túc, các chủ Minh Thúy, các công tôn sách bị bệnh qua đời. Lúc đó đại đường như rắn mất đầu. Ta thân thuộc hạ của thái tử, âm thầm thay thế người huynh đệ song sinh ở lại Minh Thúy Các, chuyên tâm nghiên cứu bản viết tay này. Và ta đã tìm ra được địa cung này, đây là nơi thực nghiệm. Ông mượn trò ma quỷ để tránh bị phát hiện, cao minh đó. Tôi nghĩ lúc đó có một ca kỵ ở Minh Thúy Cát tên là Liễu Ngũ Nương đã thu hút sự chú ý của tiên sinh, có phải như vậy không? Nếu không phải do ả ta, và ta cũng suýt chút nữa đã dứt bỏ thuật con rối này rồi. Nhưng mà đúng lúc đó có một vị khách không mời mà tới, đã vì Liễu Ngũ Nương mà xông vào Minh Thúy Các. Thôi Nguyên Khởi, có đúng không? Hay lắm công tôn xá,
thì ra ngươi đã trốn ở trong Minh Thủy Các này. Đạo chi tiên sinh dịu đoán. Ê, đúng là tạo quá cho ngươi mà. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn bị Thôi Nguyên Khởi vạch trần thân phận thôi. Thôi Nguyên Khởi vì Tạ Ứng Long đã bị Thái tử Kiên Thành mua chuộc từ trong doanh trại Bình Dương công chúa Lý Tam Nương Tử. Và hắn đã nói với thái tử biết chuyện của ta và thuật còn rối. Không ngờ thái tử lại đối với ta bằng thái độ khác hẳn, thậm chí còn hạ cố cùng ta kết nghĩa huynh đệ nữa. Do đó ta quyết định lợi dụng thuật này giúp thái tử mưu đồ đại nghiệp. Nói vậy thì vụ án Mai Trường An là tiên sinh dùng để báo thù đương kim hoàng thượng, có phải không? Không sai. Ta không những muốn báo thù Lý Thế Dân mà còn muốn loại bỏ hai tên giặc Thôi Tạ. Vì sao vậy? Thôi Nguyên Khởi, Tạ Ứng Long, hai tên tiểu tử phản phúc vô thường đó. Trước tiên là Tiêu Kiếm Thành thái tử dùng thuật con rối giết chết Lý Thế Dân. Nào Thế Dân, mời. Nhị ca, mời. Mời. Mời đại ca. Nào, tứ đệ. Mời. Hạ độc không thành, lại chạy đến phủ Lý Thế Dân mật báo. Vì vậy mới dẫn tới vụ án Quyền Vũ Môn, thái tử bị chém đầu cả nhà. May mà ta nhận được tin sớm, đã rời khỏi phủ thái tử để đánh nạn. Tiểu nhân phản phúc, đúng là đáng chết mà. Bây giờ hai tên phản tặc Thôi Tạ, một đã chết, một thì tàn phế. Thuật con rối người sống lại rơi vào tay kẻ muốn nó để lật đổ giang sơn của Lý Thế Dân, chỉ có thể là ta thôi. Đạo chi tiên sinh, tiên sinh biết chân tướng rồi, có phải chết cũng không còn gì hối tiếc không? Lý mộ, chết không hối tiếc mà. Nếu đã như vậy, để báo đáp ân tình giải đáp giúp của tiên sinh, tại hạ đang tặng tiên sinh khúc nhạc Ngọc Linh Lung để tiễn tiên sinh về cõi Tây Thiên. Chúa đi trước đi. Ừ.
Quận chúa, cẩn thận. Không đàn tiếp nữa hả? Vậy để tôi nói cho ông nghe một bí mật nha, có được không? Thật ra trước khi ông hãm hại tôi, khi thần không biết quỷ không hay, tôi đã cắm lên người của ông 3 chiếc kim rồi hả? Không biết đây có được gọi là tự gây nghiệp chướng thì không thể sống không vậy? Hãy thử nghiệm thuộc con rối người sống nha. Được lắm, ông có thể chết không hối tiếc rồi. Tiên sinh, về lúc ông đụng vào tôi, ông... Ê, giàu to rồi, giàu to rồi. Ê, trời ơi. Đa tạ nha. Yêu đậu, Công Tôn Xá thế nào rồi? Mọi chuyện đã kết thúc. Công Tôn Xá dùng thuật con rối hại chết chính mình rồi. Đã chết rồi. Còn một tin này. Hai người á, hãy xem bản viết tay thuộc con rối. Lần này ta giàu to rồi. Về tiệm ta mời hai người uống rượu đau quá đi. Nè nè, yêu đậu. Sao vậy? Không biết có bao nhiêu người chết vì thuộc con rối này nữa. Đúng vậy. Không phải ha. Ờ, vậy... Nè. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Quận chúa, không sao chứ? Không sao. Nè, yêu đậu. Nè, yêu đậu. Đất trời mênh mông vô bờ, dùng những năm tháng của đời người để tìm hiểu tri thức vô hạn, đối với người khác mà nói có lẽ không có ý nghĩa gì hết đâu. Nhưng mà nếu sống cuộc sống mờ mờ nhạt nhạt, có khác gì gỗ đá đâu chứ, khổ ghê. Nè yêu đậu, ngươi nói gì vậy? Sao nghe thần bí vậy? Nè. Đó là điều tiên sinh mong muốn. Vốn dĩ là muốn như vậy, nhưng bây giờ ta lại không muốn nữa.
Chỉ có thể đem lại tai họa, lại không đổi được ngân lượng. Nè, yêu đậu, ngươi. Được rồi, được rồi. Bây giờ thuộc con rối mãi mãi trôi vào bí mật rồi. Ê, còn đạo chi ta? Đâu có bí mật gì nữa đâu. Đi về.